Xin chào các bạn quay lại với Onichan. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem một bộ phim khác về chủ đề chuyển sinh nhé. Mà anh nên nhà ta bị chuyển sinh thành một con slime. Ở trong một thế giới khác nơi có rất nhiều quái vật mạnh mẽ và ác quỷ tồn tại. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sống sót trong thế giới này. Trong khi đó slime lại là sinh vật yếu nhất ở đây. Tuy nhiên với Haki nhân vật chính, cậu ấy đã cố gắng sống sót và trở nên mạnh mẽ. Với những kỹ năng siêu bá đạo, xây dựng cho mình cả một đế chế quái vật. Nhưng ban đầu cậu chỉ là một thanh niên ấy chỏng biết 37 tuổi, tên là Satoru. Một hôm khi đang đi ăn cơm chó do thằng đệ ban phát, thì không may vì cứu thằng đệ mà bị một tên cướp đâm trúng. Trước khi đi đầu thai, thì cậu đã nhờ thằng đệ về nhà xóa lịch sử máy tính giúp mình. Đột nhiên lại có một hệ thống kỳ lạ liên tục ban cho Satoru rất nhiều kỹ năng. Đến khi tỉnh lại thì cậu ấy phát hiện mình đã trở thành một con slime. Và cậu nhận ra mình có thể hấp thụ thảo dược ở đây. Khi đang không hiểu những thứ mình ăn đi đâu rồi, thì đại hiền giả lại cho cậu biết skill này gọi là kẻ săn mồi và nó được chứa trong dạ dày của cậu. Khi biết mình có thể chế tạo ra thuốc trị thương bằng thảo dược ở đây, thì liền không chừa lại một cây nào, mà còn hấp thụ luôn cả quặng đá ma pháp. Vì mê chơi quá nên cậu ấy đã đụng vào một bức tường kết giới. Đột nhiên lại có một bóng đen nói chuyện, khiến cậu ấy sợ tái đái. Nhưng khi biết con slime này không nhìn thấy mình, thì hắn hứa sẽ cho cậu năng lực cảm tri, nhưng với điều kiện là cậu ấy phải trò chuyện với hắn. Vì biết ông ấy đã bị phong ấn ở đây 300 năm, nên cậu đã đồng ý. Thế là cậu ấy đã có thể nhìn rõ mọi vật, khiến cho cậu rất vui. Nhưng lại tiếp tục sợ theo đi khi thấy ông ấy là một con rồng. Ông ta nói tên mình là Veldora, là một trong 4 chân long còn tồn tại ở thế giới này. Khi biết cậu là người tái sinh, thì Veldora rất ngạc nhiên và cho cậu biết cũng có một số người khác tái sinh vào thế giới này, được gọi là dị giới du hành giả. Veldora rất hãnh diện kể cho cậu nghe lịch sử của mình, vì lỡ miệng thiêu rụi cả một thị trấn nên mới bị anh hùng phong ấn bằng một tù vô tận. Càng nghe thì cậu thấy càng giống trong game. Nhìn thấy Veldora cô đơn ở đây 300 năm, nên cậu ấy liền đề nghị cả hai kết bạn với nhau. Veldora đã nghiện mà còn ngại muốn cậu ấy phải năn nỉ mình. Thế là họ đã kết bạn với nhau. Khi biết Veldora chỉ còn chịu đựng được 100 năm nữa, nên liền muốn đưa ông ta ra ngoài. Thế là cậu đã thử hấp thụ một tù vô tận, nhưng lại thất bại. Lúc này vì đại hiền giả cũng cần phải có thời gian phân tích thêm, nên cậu ấy đã đề nghị ông ta chui vào dạ dày của mình. Liền khiến Veldora rất vui và đồng ý. Lúc này ông ấy lại đề nghị đặt cho nhau một cái tên, thì cậu sẽ được sự phù hộ của Veldora. Thế là cậu liền đặt tên cho ông ấy là Veldora Tempest. Còn ông ấy cũng cho cậu một cái tên là Rimuru Tempest. Không ngờ Rimuru đã tiến hóa và liền hấp thụ đưa Veldora vào dạ dày của mình. Lúc này Rimuru mở khóa được kỹ năng thủy gươm, nên liền thử nó với một con rắn và hấp thụ nó. Thế là Rimuru đã nhận được skill của con rắn, khiến cậu ấy rất vui. Lúc này cậu ấy có thể biến thành hắc xà và liên tục hạ rất nhiều quái vật ở hang động này. Đang đi chơi thì lại gặp một cánh cửa. Đột nhiên lại có một nhóm mạo hiểm gia xuất hiện, khiến cậu ấy vừa vui cũng vừa sợ. Họ liền tàng hình đi vào hang động. Thời của mình tới rồi, chạy thôi. Không ngờ vừa ra ngoài thì lại gặp một nhóm goblin. Nhìn thấy họ đang sợ hãi mình, nên Rimuru liền nhẹ nhàng chào hỏi, khiến cả đám sợ té đái. Lúc này cảm nhận được Rimuru rất mạnh mẽ, nên đã nói cho cậu ấy biết, vì Veldora thần bảo kê cho họ đã biến mất, nên ngôi làng liên tục bị lang nha tấn công. Thế là trưởng làng đã nhờ Rimuru bảo kê cho mình. Lúc này khi đại hiền giả cho cậu thấy khí tức của bản thân, thì cậu mới hiểu tại sao họ lại sợ mình như vậy. Nhìn thấy họ quá đáng thương, nên Rimuru đã đồng ý giúp ngôi làng, và họ hứa sẽ trung thành với Rimuru. Khi nhìn thấy có quá nhiều người bị thương, nên Rimuru liền chữa trị cho họ, khiến trưởng làng rất ngạc nhiên. Đến tối lang nha đã chuẩn bị tấn công, nhưng không ngờ cả làng đã xây hàng rào và sẵn sàng chiến đấu. Nhờ vào Skewter thép, nên Rimuru đã đặt bẫy bọn chúng. Lúc này tên thủ lĩnh tức giận lao lên, thì liền bị cậu ấy hạ gục. Thế là Rimuru đã hấp thụ hắn luôn và biến hình, khiến cho bọn sói ngạc nhiên. Lúc này khi cậu định dọa chúng bỏ chạy, thì không ngờ chúng lại cúi đầu trước Rimuru, khiến cậu ấy ngạc nhiên. Còn tộc Golem rất vui mừng vì họ đã thắng. Sáng hôm sau khi Rimuru đang chuẩn bị xây dựng lại ngôi làng, thì lại phát hiện họ vẫn chưa có tên, nên cậu ấy đã quyết định đặt tên cho họ. Vừa nhận được tên Rigu thì ông ấy rất vui. Lúc này Rimuru đã liên tục đặt tên cho cả làng Golem. Sau đó là tộc Lang Nha tên là Ranga. Đột nhiên Rimuru lại hết ma lực. 3 ngày sau khi cậu ấy tỉnh lại, thì thấy một em gái dễ thương trước mặt. Khi đang tự hỏi em ấy là ai, thì Rigu chạy vào liền khiến cậu bị sốc. Lúc này cậu ấy mới biết, khi quái vật được đặt tên thì họ sẽ tiến hóa. Khi cả làng đang vui mừng, thì cậu lại nhận ra chỉ có mình Gobuta là không thay đổi gì. Lúc này Rimuru đã tập hợp mọi người lại, nói rằng chúng ta có 3 luật lệ. Một là không tấn công con người, hai không xung đột nội bộ, cuối cùng là không kỳ thị các giống loài khác. Và cho Rigu tiếp tục làm thủ lĩnh tộc Golem, khiến ông ấy rất vui. Đột nhiên Rimuru lại nhận ra ngôi làng này quá thô sơ, nên Rigu đã cho cậu biết tộc người luôn rất giỏi xây nhà. Thế là cậu ấy đã giao lại ngôi làng cho Rigu, và cùng với Ranga đi đến Thua Gòn. Đến tối khi cả nhóm đang nghỉ ngơi, thì Gobuta nói cho Rimuru biết,
Nơi họ đến là vương quốc vũ trang Ruagon, và vua tên là Gaeyao. Khi biết ở đó có cả tộc Elf thì máu mê gái của thanh niên liền trỗi dậy. Cuối cùng thì họ đã đến Ruagon, nhưng Rimuru lại để cả bọn ở ngoài, chỉ đi cùng với Gomuta vào thành. Đột nhiên có hai tên lưu manh đến kiếm chuyện. Vì thấy Rimuru chỉ là một con slam, nên Rimuru liền đứng ra biến thành sói dọa chúng. Mới dùng nhẹ skill react thì chúng đã sợ té đái, nhưng không ngờ những người xung quanh cũng bất động luôn. Thế là liền bị binh lính bắt vào tù. Lúc này khi điều tra, thì đột nhiên lại nhận được tin có rất nhiều người bị thương trong hầm mỏ. Nên Rimuru liền cho ông lính một thùng thuốc. Đến tối khi đang chơi xếp hình, thì ông lính và những người bị thương đã quay lại cảm ơn Rimuru. Thế là cậu đã được thả và ông ta còn hứa sẽ tìm thợ rèn giúp Rimuru. Lúc này cậu ấy rất ngạc nhiên về những thứ mà tộc người lùn làm ra. Ông lính dẫn Rimuru đến gặp anh trai mình tên là Kaijin, mà còn gặp những người cậu đã cứu hôm qua. Nên ông ấy rất biết ơn Rimuru vì đã cứu anh em của mình. Khi biết ông ấy đang thiếu quặng ma pháp để rèn kiếm cho tên mắc dịch này, thì Rimuru liền ủi ra cho ông ấy một cục quặng siêu hiếm, khiến ông ấy lé mắt vì biết ông ta rèn 20 thanh kiếm rất mất thời gian. Nên Rimuru liền hấp thụ và nhân bản ra cho Kaijin rất nhiều kiếm, làm cả bọn ngạc nhiên. Thế là họ liền dẫn Rimuru đến chỗ mấy chị gái eo để cảm ơn, khiến thanh niên sung sướng. Trong khi Gomuta lại bị bỏ quên trong tù, đột nhiên lại có một chị gái đề nghị xem bối cho Rimuru, thì không ngờ lại nhìn thấy một đám nhóc và một cô gái. Đột nhiên tên bộ trưởng Veta lại đến kiếm chuyện với họ, đòi đuổi Rimuru ra khỏi đây vì cậu ấy là quái vật. Nên Kaijin liền tức giận đấm hắn phù mỏ. Thế là hắn được đi ngủ sớm, và ông ấy hứa sẽ đi về làng với Rimuru, khiến cậu ngạc nhiên liền vui vẻ đồng ý. Không ngờ cả đám lại bị bắt vì dám đánh bộ trưởng. Lúc này Kaijin kể cho Rimuru biết mình đã từng phục vụ cho nhà vua cùng với Veta, nhưng hắn đã thất bại trong một thí nghiệm và đổ hết trách nhiệm cho ông ấy, nên Kaijin mới quay về làm thợ rèn. Nhưng ông ấy vẫn tin Veta là người tốt. Lúc này cả bọn đều quyết định sẽ về làng cùng Rimuru. Sáng hôm sau thì vua là anh hùng của tộc người lùn, Gaeyao đang lập phiên tòa để xét xử Rimuru. Không ngờ tên luật sư đã bị Veta mua chuộc. Đột nhiên Gaeyao đã đề nghị Kaijin quay về làm việc cho mình, nhưng ông ấy đã từ chối. Thế là Gaeyao liền quyết định đuổi họ ra khỏi vương quốc. Khi tất cả rời đi thì ông ấy trách Veta vì đã biết tội lỗi của hắn. Nhưng Gaeyao chỉ đợi hắn nói ra sự thật, mà còn ngạc nhiên vì thuốc trị thương của Rimuru lại rất thần kỳ. Lúc này hắn đã nhận ra lỗi lầm, vì sự trung thành mù quáng của mình mà ghen tị với Kaijin. Thế là Veta cũng bị đuổi ra khỏi vương quốc. Khi cả bọn rời đi, thì nhà vua lại cử người theo dõi Rimuru, vì nhận ra cậu ấy rất nguy hiểm giống Theodora. Lúc này nhóm mạo hiểm gia đã theo tour quay về vương quốc Lumun để báo cáo tình hình về việc Theodora mất tích, cứ tưởng được nghỉ ngơi, không ngờ lại bị bắt đi làm việc tiếp. Đột nhiên lại có một chị gái đeo mặt nạ xuất hiện, vì biết họ sẽ đến rừng đại ngàn Jura, nên đã đề nghị đi cùng họ. Trong khi Rimuru đang thử ma pháp mới của mình, còn nhóm Kaijin thì đang hướng dẫn cho tộc Golem rèn vũ khí, may giáp và xây nhà. Mặc dù muốn rời đi, nhưng đại hiền giả lại nói có rất nhiều bộ tộc đang tranh quyền làm chủ rừng Jura, nên Rimuru đành phải tiếp tục ở lại. Khi đang đi dạo thì cậu ấy lại phát hiện Gomuta có thể sử dụng ma pháp. Vì trước khi rời đi Rimuru đã bỏ quên thanh niên lại, nên cậu ấy đã sử dụng ma pháp này trốn thoát. Đột nhiên Rigu lại thông báo có một nhóm mạo hiểm gia đã vào rừng. Khi họ bị quái vật đuổi, thì Shichu liền xử đẹp chúng, khiến cả ba ngạc nhiên, không ngờ vẫn còn một con. Cũng may Rimuru đã kịp thời cứu họ. Lúc này Rimuru rất ngạc nhiên vì gặp cô gái định mệnh của mình sớm như vậy. Khi cả bọn đang ăn thì họ lại ngạc nhiên vì biết con slam nhỏ bé là chủ nhân ở đây. Và Rimuru đã nhận ra Shichu là người Nhật. Thế là họ đã kể cho cậu ấy biết họ đến đây là để điều tra về Veldora. Đến chiều Rimuru đã tìm Shichu, không ngờ lại được chị ấy ôm. Và Shichu cũng nhận ra Rimuru là người Nhật, nên cả hai đã tâm sự mỏng với nhau. Thì ra Shichu là được triệu hồi đến đây lúc Nhật Bản còn đang chiến tranh, nên Rimuru đã cho chị ấy thấy Nhật Bản hiện tại bên trong ký ức của mình, khiến chị ấy rất vui. Đột nhiên Shichu lại bị đau, nhưng chị ấy lại nói là mình không sao. Khi Rimuru có việc rời đi, thì Shichu đã nhớ lại khi vừa được triệu hồi đến đây, thì chị ấy đã bị một ma vương Leon đưa hỏa tinh linh Ifrit vào người. Đột nhiên lại có một tên đầu chim đến kiếm chuyện, nên Leon liền thử sức mạnh của Shichu. Chỉ với một đòn hắn đã trở thành gà nướng, làm Leon rất hài lòng. Thế là Shichu đã bắt đầu sống ở thế giới này, và có một cô bạn tên là Pirino. Không ngờ con cáo mà Pirino nhặt về lại rất ghét Leon. Đột nhiên Shichu lại mất khống chế và thiêu đốt cả Pirino, khiến em ấy rất đau khổ. Nhưng khi tỉnh dậy thì Shichu lại bị điều khiển. Cũng may chị ấy đã kịp thời khống chế, cho nên Shichu nói với Rimuru rằng chị ấy sẽ rời đi. Lúc này khi Shichu tạm biệt mọi người, thì không ngờ chị ấy lại bị mất kiểm soát và tấn công họ. Lúc này Kavan mới nhận ra Shichu là anh hùng vương hỏa. Thế là Ifrit đã thoát ra và thiêu đốt mọi thứ xung quanh, nên Rimuru đã bảo cả ba hãy rời đi, nhưng họ vẫn quyết định ở lại chiến đấu. Lúc này hắn đã tấn công Rimuru, nên cậu liền triệu hồi Ranga để nhử chúng đi. Khi Rimuru định sử dụng hết nước trong bụng mình,
thì đại hiền giả nói như thế sẽ tạo ra một vụ nổ phá hủy mọi thứ. Đột nhiên lại thấy ma pháp băng của Eren có tác dụng, nên Rimuru liền bảo em ấy tấn công mình. Thế là cậu ấy đã học được ma pháp băng và tiêu diệt những tên lính của hắn. Đột nhiên nhóm của Kavan đã bị thương, nên Rimuru đã bảo Ranga đưa họ đi để cậu một mình đấu với Ygritte. Không ngờ hắn lại phân thân ra, nên Rimuru liền phóng băng vào người hắn. Mặc dù hắn đã dùng hết sức tấn công Rimuru, nhưng cậu ấy lại kháng nhiệt, nên hắn không làm cháy được một cọng lông của cậu ấy. Thế là Rimuru liền nuốt chửng hắn, đưa Ygritte vào bụng chơi chung với Veldora. Mặc dù đã cứu được Siju, nhưng chị ấy lại đang rất yếu, nên Siju đã kể cho Rimuru tất cả mọi chuyện. Và nhờ có anh hùng đã đưa chị ấy thoát khỏi Leon, mà còn tặng cho Siju cái mặt nạ này. Kể từ đó Siju đi Chuju cùng với cô ấy, nhưng một ngày cô ấy lại biến mất, nên Siju đã cố gắng mạnh mẽ hơn và giúp đỡ mọi người. Sau đó khi cảm thấy mình không điều khiển được Ygritte nữa, nên Siju đã trở thành cô giáo ở Inrasia, ngôi trường dành cho người chuyển sinh. Lúc này Siju hỏi tên thật của Rimuru, nên cậu đã cho chị ấy biết tên mình là Satoru. Đột nhiên Siju lại đề nghị Rimuru ăn mình, khiến cậu ấy ngạc nhiên. Nhưng vì biết Siju không muốn mình hoàn toàn biến mất, nên cậu đã đồng ý và hứa sẽ tìm tên ma vương Leon. Lúc này cậu ấy đã hấp thụ Siju, và Siju đã tìm thấy mẹ của mình. Khi mọi người đang đến thăm Siju, thì lại rất ngạc nhiên vì Rimuru đã biến thành người. Thế là cậu ấy đã kể mọi chuyện cho họ, khiến họ bất ngờ. Sáng hôm sau thì cả ba đã tạm biệt Rimuru để quay về báo cáo. Đột nhiên họ lại yêu cầu Rimuru chuyển sang dạng người để giúp họ hoàn thành tâm nguyện tạm biệt Siju. Trước khi đi, Rimuru còn tặng mỗi người một bộ giáp, nên họ rất vui và tạm biệt cậu ấy. Và Rimuru cũng đã có mục tiêu dành cho mình. Ở một bên khác lúc này, có một kẻ đeo mặt nạ tên là Gelmudo đã ban cho vua một cái tên và bảo hắn hãy xâm chiếm rừng Jura. Trong khi cả làng đang xây dựng, thì Rimuru đã sửa xong cái mặt nạ và kiểm tra cơ thể mới của mình, liền khiến cậu ấy thất vọng vì thằng em của mình mất tiêu. Lúc này cậu ấy phát hiện mình có thể tạo ra phân thân, thậm chí là phiên bản nữ, vì nhận ra mình đã có vị giác, nên cậu liền thông báo với Rigu hôm nay sẽ ăn với mọi người. Trong khi Gobuta hỏi ăn nhiều ngực Rimuru có bự lên không, thì thanh niên liền bị ăn một đá. Sau khi bảo Ranga đi săn với mọi người, thì Rimuru đã quay lại hang động của Veldora để thử skill mới hắc hỏa. Và Rimuru phát hiện khi đeo mặt nạ của Siju thì tất cả khí tức đều biến mất, giúp cậu ấy giống như một con người. Đột nhiên Ranga lại cầu cứu, nên Rimuru lập tức chạy đến, thì thấy cả bọn đang bị 6 người tộc Oge tấn công. Thế là Rimuru quyết định nói chuyện với họ. Không ngờ họ lại bảo cậu là ác ma, vì chiếc mặt nạ giống với kẻ đã giết cả tộc của anh ấy, khiến Rimuru không hiểu gì hết. Nhìn thấy đám này muốn chơi khô máu với mình, nên Rimuru cũng đấu với họ, và cậu ấy đã dễ dàng khống chế họ. Khi thanh niên này tấn công, thì cũng bị cho đi ngủ luôn. Lúc này ông già nhận ra, Rimuru có kỹ năng của rất nhiều quái vật. Mặc dù cố gắng giải thích nhưng thanh niên này không chịu nghe, thế là họ lại tấn công cậu ấy, cắt mất một tay của Rimuru, nhưng cậu lại dễ dàng hồi phục lại, khiến họ ngạc nhiên, đến cả lửa cũng vô hiệu với Rimuru. Thế là cậu ấy đã lấy chiếc mặt nạ ra và cho họ thấy sức mạnh của mình, khiến cả bọn nhận ra Rimuru rất mạnh. Nhưng thanh niên này vẫn không bỏ cuộc, không ngờ lại bị em gái cản lại, nói rằng Rimuru không phải là ác ma đeo mặt nạ. Lúc này Rimuru đã biến lại thành Slam và đưa anh ta kiểm tra mặt nạ của mình, nên anh ấy liền xin lỗi Rimuru. Thế là cậu ấy đã mời cả bọn về làng cùng mình. Tối đó thì Rimuru đã ăn được, khiến cậu ấy và mọi người đều rất vui. Lúc này anh ấy đã kể cho mọi người biết tộc của anh ta đã bị tộc Orc tấn công, giết hết cả bộ tộc và kẻ đứng sau là một tên ma tộc đeo mặt nạ. Khi nghe thanh niên nói sẽ trả thù cho cả bộ tộc của mình, nhưng vẫn chưa có kế hoạch gì, nên Rimuru liền đề nghị họ thành thuộc hạ của cậu, vì biết tộc Orc cũng sẽ tấn công đến đây, nhưng anh ấy nói cần suy nghĩ thêm. Thế là sáng hôm sau anh ta đã chấp nhận Rimuru, nhưng anh ấy đề nghị chỉ đi theo Rimuru đến khi hạ được tên thủ lĩnh tộc Orc. Khi Rimuru đồng ý thì anh ta đã nhận cậu làm chủ của mình, nên Rimuru đã quyết định đặt tên cho họ. Cứ nghĩ chỉ có 6 người thì không tốn nhiều ma lực, không ngờ vừa gáy xong thì liền xỉu. Lúc tỉnh cả bọn đã tiến hóa thành quỷ nhân. Anh tóc đỏ tên là Benimaru, em công chúa tên là Siona, còn em gái này tên là Sion, ông già là Hakuro, anh trai này tên Soe, và người cuối cùng là Kurobe, khiến cậu ấy ngạc nhiên vì toàn là trai xinh gái đẹp. Bên phía 20 vạn quân Orc lúc này đã chuẩn bị tấn công đến tộc thằng lằn, nên ông tộc trưởng lo lắng rằng chúa tể Orc đã xuất hiện, liền bảo thằng con tấu hài của mình tên là Gabiru. Cái tên này do chính Gelmu ban cho hắn, khiến hắn rất hãnh diện. Nhưng cha hắn lại không quan tâm và bảo hắn đến làng Golin xin viện trợ. Trong khi Hakuro đang huấn luyện cho nhóm Gobuta, thì Benimaru cũng cho Rimuru biết về tên chúa Orc và cả cái thằng Chimby cho tên dạo. Đột nhiên Soe đến thông báo, nhìn thấy một nhóm Lyra men khùng khùng đang tiến đến đây. Bên phía Siona mặc dù rất giỏi dẹp vải, nhưng lại ghen tị với Sion vì được làm thư ký cho Rimuru. Còn cả đám vừa nghe đến thức ăn mà Sion nấu, thì liền sợ ra mặt.
đến khi nhìn thấy để thức ăn thì cậu ấy mới hiểu lý do. Cũng may Gobuta vừa bước vào thì liền bị Rimuru đút cho ăn thử, thế là cậu ấy liền bị trúng độc. Trong khi Gavirre đang lên kế hoạch thâu tóm tộc Golin để hắn lập công và trở thành tộc trưởng, khi hắn vừa đến làng thì liền tấu hài bảo cả bọn phục vụ cho mình, khiến Sion tức giận. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy có gì đó sai sai, vì không thấy ai yếu hơn hắn cả. Còn Benimaru cũng khó chịu muốn xử đẹp thằng này cho rồi, thế là Rimuru liền bảo Rangara tâm sự mỏng với hắn. Không ngờ hắn lại nói Rimuru là một con slav yếu đuối, khiến Ranga tức giận. Đột nhiên Gobuta lại xuất hiện, thế là liền bị bắt ra chơi với Gabiru. Khi nghe Rimuru nói nếu thua sẽ bắt ăn đồ ăn của Sion thì thanh niên liền quyết chơi khô máu. Khi hắn cứ nghĩ game là dễ thì liền bị Gobuta cho đi ngủ sớm, khiến cho cả bọn Lyaman bị lắc mạng, nên bọn chúng liền chạy đi. Còn Soe lúc này thì đang báo cáo tình hình của tộc Orc cho Rimuru. Đột nhiên lại có một chị gái xuất hiện, tên là Jenny, nữ thần bảo vệ của khu rừng, đến nhờ Rimuru giúp mình đánh bại chúa kẻ Orc, khiến cả bọn bất ngờ. Lúc này Rimuru đã mời Jenny tham gia cuộc họp với mình, thì chị ấy đã cho mọi người biết chúa kẻ Orc có skill kẻ đối khác, giúp đội quân của hắn có thể ăn mọi thứ và tăng sức mạnh. Nhưng bọn chúng sẽ đói khát không ngừng, mất đi lý trí, và đằng sau tên chúa kẻ Orc có sự nhúng tay của ma vương. Rimuru nghĩ có thể liên quan đến Siju. Mặc dù nghi ngờ Jenny, nhưng đại hiền giả bảo có thể tin tưởng chị ấy, vì chị ấy là người canh giữ khu rừng này. Nên Rimuru đã đồng ý sẽ đánh bại chúa kẻ Orc để tìm thêm đồng minh. Rimuru đã cho phép Soe đi gặp thủ lĩnh tộc Lyaman, hy vọng thằng cha không bị ngáo như thằng con. Còn Gavirre lúc này thì đang nghĩ Gobuta mới chính là thủ lĩnh của ngôi làng. Đột nhiên có một tên hề xuất hiện tên là Laplace, đến để dụ dỗ Gavirre giành chức tộc trưởng. Không ngờ hắn lại dễ dàng bị dụ và quay về làng. Bên phía tộc Lyaman lúc này thì Soe đã tìm tới cửa, khiến cả bọn lo sợ vì nhận ra anh ấy rất mạnh. Soe nói chủ nhân của tôi muốn liên minh với tộc của ông, đánh bại chúa tẻ ó, liền khiến ông ấy ngạc nhiên. Không ngờ lại có một thanh niên mắng Rimuru, nhờ ông tộc trưởng ngăn lại không thì xém tí nữa là xanh cỏ. Ông ấy cứ nghĩ Rimuru thuộc một chủng tộc thượng đẳng, nên đã đồng ý và đề nghị được gặp Rimuru. Thế là Soe hứa sẽ sắp xếp và rời đi. Không ngờ Gabiru đã quay về, hắn cho rằng cha mình đã già rồi, nên muốn giành chức tộc trưởng của ông ấy. Khi hắn đã bắt giam cha và em gái mình, thì liền cầm quân đi đánh với tộc Orc. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy lũ Orc ăn thịt đồng loại mình để mạnh lên, khiến hắn bắt đầu sợ hãi bọn chúng. Lúc này cậu ấy đang đi gặp tộc trưởng tộc Thằng Lằn, nhưng không ngờ họ đã bị tấn công, nên Rimuru đã bảo Soe cứu họ. Đột nhiên chị ấy lại xin Rimuru hãy cứu cha và anh mình, nên Sion liền đồng ý thay cho Rimuru. Thế là cậu ấy đã ra lệnh cho Soe đi cứu tộc trưởng, còn cậu tiếp tục tiến đến chỗ chúa kẻ Orc. Lúc này khi đội quân của Gavirre đang bị bao vây, nhưng anh ta vẫn quyết chống lại chúng, thì tên tướng quân xuất hiện, muốn solo với Gavirre. Trong khi Gelmudo và Peles đang quan sát trận chiến, thì Jenny tìm đến để tiêu diệt chúng. Thế là chị ấy liền triệu hồi tinh linh ra, nhận thấy không ổn nên chúng liền chạy đi. Còn Gavirre vẫn đang chiến đấu với tên tướng Orc, nhưng hắn quá mạnh nên anh ta liên tục bị ăn hành. Đột nhiên Gobuta và Ranga đã xuất hiện, khiến thanh niên ngạc nhiên vì họ lại đến cứu mình. Không ngờ đội quân của chúng cũng bị tấn công từ phía sau. Vừa nhìn thấy Benimaru thì chúng rất ngạc nhiên, vì nghĩ rằng tộc Oge đã chết hết rồi. Thế là anh ấy liền tiếp tục tấn công chúng. Còn Rimuru thì đang rất ngạc nhiên, vì Ranga lại có thể tạo ra lốc xoáy và sấm sét, thổi bay hết cái đám này. Và Ranga đã tiến hóa thành đạo phong lan. Còn Hakuro và Sion cũng đang vui vẻ xử đẹp cái đám này, nhìn thấy Soe dễ dàng giải quyết bọn Orc, khiến chị gái lắc mạng, và họ đã cứu được ông tộc trưởng. Đột nhiên một tên heo mập khác xuất hiện, thì liền bị Soe xử đẹp, khiến ông tộc trưởng cũng lắc mạng luôn. Còn tên Gelmudo thì đang tức giận, vì nếu kế hoạch thất bại thì hắn sẽ bị ma vương xử đẹp. Còn Rimuru lúc này đã tìm ra tên chúa kẻ Orc. Đột nhiên tên Gelmudo cũng đến và trách Rimuru đã phá vỡ kế hoạch tạo ra hạt giống ma vương của hắn. Còn Gavirre cứ tưởng hắn đến giúp mình vì hắn đã ban tên cho anh ấy. Không ngờ hắn chỉ xem Gavirre là thức ăn của chúa kẻ Orc, thế là hắn liền tấn công nhóm của anh ấy, nên Rimuru liền cứu anh ta mà còn cho Gavirre thuốc trị thương. Thế là Rimuru đã bắt Gelmudo và đấm hắn không trượt phát nào, nên hắn liền kêu Gel bảo kê mình. Không ngờ lại bị Gel xử đẹp mà còn ăn cả hắn, giúp Gel liền tiến hóa thành Orc tai họa. Đột nhiên Sion và Hakuro lại tấn công hắn, không ngờ hắn đã dễ dàng hồi phục. Thế là cả bọn liền dồn hết sức tấn công Gel, nhưng chỉ làm hắn bị cháy mấy cọng lông nách. Nhìn thấy Gel ăn đồng loại của mình để hồi phục lại, nên Rimuru quyết định đấu với hắn. Thế là cậu ấy đã để đại hiên giả điều khiển cơ thể mình và dễ dàng áp đảo Gel, nên hắn quyết chơi khô máu với cậu ấy. Khi hắn bị Rimuru thiêu đốt thì không ngờ hắn lại có kháng nhiệt. Lúc này khi hắn định ăn Rimuru thì cậu ấy liền nói không phải chỉ có mình ngươi biết ăn đâu. Thế là cậu ấy liền quấn chặt và nuốt chửng Gel. Đột nhiên Rimuru đã nhìn thấy ký ức của Gel,
thì ra làng của hắn gặp nạn đói. Nên Giao quyết định đi tìm thức ăn cho cả làng. Không ngờ lại gặp Giao Mudo và được hắn ban cho cái tên. Lúc này hắn đã nhận ra tội lỗi của mình. Nhưng Rimuru lại hứa sẽ nuốt hết mọi tội lỗi của hắn và không để cho tộc của hắn bị đói nữa. Nên hắn đã cảm ơn Rimuru. Thế là Rimuru đã chiến thắng. Vì Rimuru đã hứa sẽ cho nhóm của Benimaru được tự do sau khi đánh bại Giao. Nhưng không ngờ họ vẫn muốn tiếp tục đi theo cậu ấy. Lúc này Rimuru đã tổ chức một cuộc họp, khiến cậu ấy lo lắng vì trước kia có được làm sếp bao giờ đâu. Và cậu ấy nói sẽ không truy cứu tội lỗi của tộc Orc, vì đó là lời hứa của Rimuru với Giao. Nhưng tộc thằng làng vẫn phản đối. Nên Rimuru đề nghị sẽ thành lập một liên minh rừng đại ngàn Jura để họ ra sức cống hiến chuộc lỗi. Nên cả tộc thằng làng và Jenny cũng đồng ý. Vừa đề nghị Rimuru trở thành minh chủ thì họ liền quy trước mặt cậu ấy. Thế là Rimuru đành miễn cưỡng đồng ý. Khi cuộc họp kết thúc thì anh heo liền nhận lỗi với Benimaru vì đã hại cả tộc của anh ấy. Nhưng Benimaru nói vì ngươi đã đi theo ngài Rimuru nên chúng ta không còn là kẻ thù nữa. Lúc này Rimuru đã đặt tên cho anh heo là Keo để nối tiếp ước mơ của cha mình. Và cậu cũng đã đặt tên luôn cho 15 vạn quân Orc. Còn Gaviru tuy đã bị đuổi ra khỏi bộ tộc nhưng vẫn được cha tặng cho thanh giáo. Không ngờ vẫn có 3 thanh niên muốn đi theo Gaviru. Còn bên phía ma vương Clayman đã bắt đầu chú ý đến Rimuru. Trong khi thị trấn của cậu đang được xây dựng thì vua của tộc người lùn Gazelle lại đến. Vì ông ấy nhận ra Rimuru rất nguy hiểm. Không ngờ ông ấy lại đòi solo kiếm thuật với Rimuru, nói rằng nếu ngươi đỡ được một đòn của ta thì ngươi sẽ thắng. Và Jenny đã đứng ra làm trọng tài cho họ. Mặc dù ông ấy rất mạnh nhưng cậu đã đỡ được tuyệt kỹ của Gazelle, nên Rimuru đã chiến thắng. Và ông ta cũng nhận ra Rimuru không phải là ác ma. Khi biết được người dạy kiếm thuật cho Rimuru là Hakuro, liền khiến ông ấy ngạc nhiên, vì Hakuro chính là sư phụ của ông ta. Thế là tối đó họ đã mở tiệc. Lúc này Gazelle đã đề nghị hợp tác với Rimuru để đẩy mạnh sự phát triển của hai quốc gia. Nhưng Rimuru còn chưa đặt tên cho quốc gia nữa. Thế là cậu ấy đã lấy tên liên bang Jura Tempest, khiến cả đám rất vui liền đặt tên cho thủ đô là Rimuru luôn. Hôm sau Gazelle đã tặng vesta cho Rimuru và bảo hắn hãy cống hiến hết sức mình ở đây. Lúc này Gaviru cũng đến đây và nói muốn phụng sự cho Rimuru nhờ có em gái mình nói giúp. Nên Rimuru đã đồng ý và cậu ấy cũng đã đặt tên cho họ. Không ngờ Rimuru lại có thể đặt tên cho Gaviru một lần nữa. Thế là tộc thằng lằn đã tiến hóa thành dạng người và Rimuru đã giao họ cho Soe. Còn Gaviru thì bị bắt đi làm nông trong hang động của Veldora. Nhưng thanh niên lại đi trồng cỏ. Vesta thì làm chế tạo thuốc trong phòng thí nghiệm. Còn bên phía Clayman lúc này đã khiêu khích Milim đi thăm dò Rimuru khi biết em gái này là ma vương, khiến Rimuru ngạc nhiên. Mặc dù nhìn ngây thơ như con bò đeo nơ, nhưng cậu cảm nhận được Milim rất mạnh. Đột nhiên cả nhóm liền xuất hiện tấn công Milim để bảo vệ cho Rimuru, nhưng họ không phải đối thủ của em ấy. Thế là Rimuru quyết định sẽ ra tay, khiến Milim rất vui. Mặc dù ma lực của Milim gấp 10 lần cậu ta, nhưng Rimuru vẫn tấn công. Thế là liền hạ được Milim bằng mật ong, nói rằng nếu em ấy chịu nhận thua thì cậu sẽ tiếp tục đưa mật ong cho Milim ăn. Vì không muốn thua nên em ấy đã đề nghị hòa nhau. Thế là liền dính bẫy của Rimuru. Lúc này khi biết Rimuru không có hứng làm ma vương thì em ấy rất ngạc nhiên, nhận ra Milim lấy đánh nhau làm niềm vui. Nên Rimuru nói ở đây có nhiều cái khác vui hơn nếu cả hai làm bạn với nhau và không được gây sự trong thị trấn. Không ngờ Gaviru lại hỏi con lùn nào đây thì liền ăn đấm. Lúc này Rimuru đã giới thiệu Milim với mọi người, khiến tất cả đều rất vui vì Rimuru lại làm bạn với một ma vương. Thế là tối Milim đã được tắm suối nước nóng cùng Rimuru. Bên phía vương quốc Lung Măng lúc này khi biết tin Rimuru đã đánh bại chúa kẻ Orc thì họ quyết định sẽ tạo quan hệ với cậu ấy. Nên Fuji đã nhờ nhóm của Kavan dẫn mình đến gặp con Slam đó. Còn Vesta thì đang giới thiệu cho Rimuru thuốc trị thương mới của ông ấy, khiến Rimuru rất vui, liền đề nghị sẽ đi bán thứ thuốc này. Đột nhiên bên ngoài lại có một tên là thuộc hạ của ma vương Carion đến kiếm chuyện trong thị trấn của Rimuru, khiến Milim tức giận, liền xử đẹp hắn. Nên khi Rimuru vừa đến thì Milim đang chờ được cậu ấy khen, nhưng không ngờ lại bị cậu bắt nhịn ăn bánh, khiến em ấy tức giận đuổi đấm hắn tiếp. Thế là liền được cho ăn. Lúc này hắn ý mình là thuộc hạ của Carion nên liên tục xem thường Rimuru, làm mọi người khó chịu. Thế là Rimuru đã đuổi hắn đi, khiến hắn ức chế. Lúc này Rimuru hứa sẽ tặng cho Milim một món vũ khí, nên em ấy đã kể cho Rimuru biết về các ma vương khác. Còn nhóm của Kavan khi đang gặp nguy hiểm thì đã gặp một nhóm mạo hiểm gia của vương quốc Van Mớt. Không ngờ Gobuta cũng xuất hiện và dễ dàng xử đẹp con quái vật, khiến họ ngạc nhiên. Thế là cả làng lại tổ chức tiệc. Trong khi bọn họ đến gặp Rimuru, đột nhiên thanh niên này lại xem thường Rimuru nên liền bị Sion cho đi ngủ sớm. Thế là Yum đã bắt đầu biết điều khi biết Rimuru đã hợp tác với vương quốc người lùn, khiến bọn họ ngạc nhiên. Lúc này vì Rimuru muốn tránh sự chú ý nên đã đề nghị Yum đứng ra nhận mình là người đánh bại chúa kẻ Orc. Đến chiều thì Yum nhận ra những quái vật ở đây rất thân thiện
nên anh ấy đã tôn trọng Rimuru và chấp nhận đề nghị của cậu ấy. Còn ma vương Clayman lúc này đang âm mưu sử dụng Charybdis để đối phó với Rimuru. Còn Phobio đang rất tức giận vì bị Milim đánh, thì đột nhiên có hai tên hề đến tìm hắn, nói rằng có thể giúp hắn đánh bại Milim và trở thành ma vương bằng Charybdis, khiến hắn ngạc nhiên. Thế là hắn đã đồng ý với chúng. Trong khi Milim đang thi lặng với Suna và Sion, thì Rimuru phải tắm với ông già này. Lúc này chúng đã đưa Phobio đến hang động phong ấn Charybdis. Chúng nói rằng Phobio phải mau hợp nhất với Charybdis, không thì đến lúc nó tự hồi sinh thì hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Thế là hắn đã tiến vào bên trong. Sáng hôm sau, khi Milim đang rất vui vẻ chuẩn bị thức ăn, thì em gái của Jamie là Tia đã đến thông báo. Ma vật Charybdis đã hồi sinh, nó có sức mạnh ngang với một ma vương, liền khiến cả đám ngạc nhiên. Thế là chị ấy đã kể cho Rimuru biết, Charybdis được sinh ra từ ma tố của Veldora, và nó có hình dạng của cá mập Megalodon. Rimuru nghĩ rằng Charybdis là đang nhắm đến mình. Lúc này khi Milim định đi giải quyết nó, thì Sion liền nhanh trí đề nghị để cho họ tự giải quyết. Lúc này Fuya nhận ra khả năng chiến thắng của Rimuru là rất khó. Mặc dù không nắm chắc nhưng Rimuru vẫn sẽ chiến đấu, vì mục tiêu của cậu ấy chính là ma vương Leon, còn khó đối phó hơn Charybdis này rất nhiều. Lúc này thì Charybdis đã tiến đến, và Gazelle cũng cử người đến hỗ trợ Rimuru. Thế là họ đã bắt đầu chia nhau ra chặn đám lính của Charybdis và tiêu diệt rất nhiều lính của nó. Milim cũng xin Rimuru tham chiến, nhưng cậu ấy không cho. Trong khi Soe đã điều khiển bọn cá mập tấn công nhau, thì răng ra cổng Sion bay lên xử đẹp đám lính. Lúc này chỉ còn một mình Charybdis, thế là cả bọn đã leo lên người nó. Không ngờ nó đã sử dụng vậy để tấn công họ, khiến cả đám rơi xuống. Nhìn thấy họ đang gặp khó khăn, nên Rimuru đã bắt đầu ra tay nuốt hết vảy của nó. Thế là Rimuru đã lao lên và đã hiện giả phân tích được nó có kỹ năng hồi phục siêu tốc, nên cậu ấy vẫn chưa làm tổn thương được Charybdis. Mặc dù tất cả đã cùng nhau hỗ trợ Rimuru, nhưng đến chiều vẫn chưa hạ được nó. Lúc này khi biết nó đang nhắm đến Milim, thì cậu ấy đã cho phép Milim giải quyết nó. Thế là em ấy đã nhận ra nó chính là Phobio, nên Milim liền vui mừng chạy lên. Không ngờ chỉ với một đòn em ấy đã hạ được nó, và Rimuru đã tìm thấy Phobio. Sau khi cậu ấy gỡ lỗi của Charybdis ra, thì liền trị thương cho hắn. Còn ông chú này khi biết con nhóc Loli lại là một ma vương, thì ông ấy liền nói Rimuru chém gió. Thế là ông ấy đã rời đi. Lúc này khi Phobio tỉnh lại, thì hắn đã xin lỗi và kể cho họ nghe về hai tên hề đeo mặt nạ, tên là Ti và Phúc Man. Nên cả bọn đã nhận ra việc này có liên quan đến Clayman. Không ngờ Rimuru không những không trừng phạt Phobio mà còn thả hắn đi, khiến hắn ngạc nhiên. Đột nhiên Carrion cũng đến. Rimuru cứ tưởng anh ta đến kiếm chuyện với mình, không ngờ anh ấy lại đánh cho thanh niên này một cái, và anh ấy đã đồng ý hiệp ước không xâm chiếm lẫn nhau với Rimuru. Thế là Carrion đã rời đi. Lúc này cả thị trấn đang tổ chức ăn mừng, còn Rimuru thì đang tắm với dàn harem của mình. Đột nhiên Milim lại nói em ấy có việc cần phải làm, nên đã tạm biệt Rimuru và rời đi. Đến tối thì Rimuru đã mơ thấy Shiju cùng với những đứa trẻ, nên sáng hôm sau cậu quyết định giao lại thị trấn cho tất cả mọi người và cùng Ranga đi đến Inrasia. Đến nơi thì Ranga đã trúng vào bóng của Rimuru. Lúc này cậu ấy đã đeo mặt nạ vào bên trong thành phố và phát hiện thành phố này còn phát triển hơn cả thành phố của mình. Nhờ có thư giới thiệu của Fuyen, nên Rimuru đã gặp chủ tịch Yuki. Đột nhiên cậu ấy lại nhận ra chiếc mặt nạ của Shiju, nên liền tấn công Rimuru. Nhờ vào câu nói trong game ở kiếp trước của mình, nên Yuki đã chịu lắng nghe Rimuru. Thế là cậu ấy đã kể cho thanh niên cái kết của những bộ manga anime nổi tiếng, khiến Yuki rất vui. Mà cậu ấy còn tặng cho Yuki mấy bộ truyện, từ việc nhờ đại hiền giả sao chép ký ức của mình. Lúc này vì biết ước nguyện của Shiju là những đứa trẻ, nên Yuki đã sắp xếp cho cậu đến trường làm giáo viên. Và Yuki đã cho Rimuru biết Shiju còn có một học trò khác rất mạnh tên là Hinata Sakaguchi, mà còn cho cậu biết những người được triệu hồi đến thế giới này đều có một nguồn năng lượng to lớn, vì vậy cơ thể của họ sẽ không thể chịu đựng được. Khi biết năm đứa trẻ ở đây chỉ còn chịu đựng được 5 năm, thì Rimuru hứa sẽ tìm cách cứu bọn chúng. Không ngờ vừa vào lớp thì lại bị tụi nó tấn công. Thế là Rimuru đã gặp học trò của mình. Không ngờ Veldora lại có phản ứng với em gái này. Lúc này chẳng đứa nào quan tâm cậu ấy, nên Rimuru đã triệu hồi Ranga dọa chúng để chúng nghe lời mình. Nhưng biết tụi nhỏ vẫn chưa phục mình, nên Rimuru đã ra một bài kiểm tra, trong vòng 10 phút phải đánh bại cậu ấy. Thế là Kenya liền xung phong đánh trước, nhưng dù tấn công thế nào cũng không đánh trúng Rimuru, thế là nó đã thua. Tiếp theo là Joe, khi em ấy cứ nghĩ đã bắt được Rimuru, nhưng không ngờ cậu ấy lại dễ dàng thoát ra. Tiếp theo là Jibuson, sau đó là Jota, không ngờ Jota lại hóa điên tấn công Rimuru, nhưng cũng không thắng được. Cuối cùng là Alistri có năng lực điều khiển rối, nhưng lại hoàn toàn vô hại. Lúc này Rimuru phân tích năng lượng trong người những đứa nhóc và nhận ra tinh linh có thể giúp điều khiển năng lượng, nên cậu đã hứa sẽ cứu chúng và nói chính Shiju đã giao phó mấy em lại cho thầy, nên chúng đã quyết định tin Rimuru. Đến tối thì Rimuru đã tìm Jamie,
để nhờ chị ấy giúp tìm đại tinh linh. Nhưng Jamie lại không thể liên lạc với nữ hoàng tinh linh, nên chưa thể giúp cậu. Thế là một tháng trôi qua. Trong khi Rimuru vừa dạy thu nhóc thì cậu ấy vẫn đang cố tìm kiếm tinh linh. Đột nhiên lại có một con thiên long xuất hiện, nên Rimuru quyết định sẽ cho bọn nhóc thấy sức mạnh của mình. Khi nó tấn công cổng thành, thì Rimuru đã đến, chỉ với một đòn đã xử đẹp nó. Đến tối, Rimuru đã được ông chú này mời dự tiệc, để cảm ơn Rimuru đã cứu mạng mình. Lúc này vì biết ông ấy là thương nhân, nên đã nhờ ông ta đến thị trấn của mình để buôn bán. Khi ra về thì có một chị gái biết tin tức của nữ hoàng tinh linh, nên chị ấy đã chỉ Rimuru nơi ở của nữ hoàng. Khi tìm được cửa vào, thì bọn nhóc rất lo sợ. Đột nhiên lại có một đường sáng xuất hiện, dẫn Rimuru đến một căn phòng có một con robot. Khi biết đây là bài kiểm tra của nữ hoàng dành cho mình, thì Rimuru đã chiến đấu với nó. Không ngờ cậu ấy lại dễ dàng xử đẹp con rối. Thế là nữ hoàng tinh linh Ramiris liền bị dọa xuất hiện. Khi nghe chị ấy giới thiệu mình là một trong thập đại ma vương, thì Rimuru nói chị ấy chém gió, khiến chị ấy tức giận. Biết được Minlim cũng đã đến đây để kể cho Ramiris nghe về mình, nên Rimuru đã cho chị ấy ăn bánh. Nhưng Ramiris vẫn trách Rimuru phá hủy con rối của mình. Thế là cậu ấy đã hứa nếu cô chịu giúp tôi, thì tôi sẽ cho cô một con rối mới. Nên chị ta liền đồng ý. Khi biết nữ hoàng tinh linh bị tha hóa sẽ trở thành ma vương, và Leon cũng giống như chị ấy, từng là một dũng giả bị tha hóa trở thành ma vương, thì Rimuru rất ngạc nhiên. Lúc này Ramiris nói mình là người duy trì cân bằng cho thế giới, nên sẽ giúp Rimuru. Thế là chị ấy đã dẫn cả bọn đến nơi sâu nhất trong lâu đài. Trước tiên là Jibuson, nhưng cậu ấy chỉ triệu hồi được các tiểu tinh linh. Thế là Rimuru đã hấp thụ hết chúng, và nhờ đại hiền giả hợp nhất chúng thành một đại tinh linh hệ thổ. Nên họ đã thành công, khiến bọn nhóc rất vui. Tiếp theo là Alice, một tinh linh hệ thiên không. Kế tiếp là Kenya, nhưng không ngờ cậu nhóc lại dễ dàng triệu hồi ra một đại tinh linh. Và anh ấy rất vui nói rằng sẽ biến Kenya trở thành một dũng giả. Thế là anh ta liền chui vào Kenya. Tiếp theo là Jota, là một tinh linh hệ thủy và phong. Lúc này chỉ còn Chloe. Khi em ấy nói em yêu thầy, thì Rimuru cũng vô tư nói mình mến em ấy, khiến Chloe rất vui. Không ngờ em ấy lại triệu hồi được một chị gái rất mạnh, và liền bay đến hôn Rimuru, khiến cậu ấy ngạc nhiên. Đột nhiên Veldora lại có cảm ứng, và cả Ramiris cũng nói cô ta rất nguy hiểm. Không ngờ cô ấy đã lập tức chui vào người Chloe. Lúc này Ramiris giải thích đó là một thực thể đến từ tương lai, nhưng mọi việc đã ổn, làm cho tất cả đều rất vui. Thế là Rimuru đã làm cho chị ấy một con rối mới, bằng cách triệu hồi một con ác quỷ điều khiển con rối. Sau khi xong việc thì cậu đã cho Yuki biết mọi việc đã ổn, nhưng lại giấu cậu ấy cách làm của mình, nên cậu ấy đã tặng cho Yuki một đống truyện, khiến thanh niên rất vui. Trong khi mọi người đang vui vẻ, thì ở một bên khác lúc này, có một con ác quỷ đang muốn Rimuru triệu hồi mình, vì trước đó hắn đã được một người phụ nữ triệu hồi để trả thù vương quốc giúp mình. Trong một lần bọn chúng đang tập hợp tất cả các mạo hiểm gia lại để tiêu diệt một con ác quỷ, và có cả Siju ở đây. Khi biết con ác quỷ đó rất mạnh, thì cả bọn liền quay xe, không ngờ lại bị đám lính ở đây ngăn lại. Đột nhiên có một con tiểu quỷ xuất hiện, nhưng rất nhanh nó đã bị tiêu diệt. Thế là chúng đã bắt giữ tất cả lại, nói rằng ở đây vẫn còn quỷ, không ngờ nó cũng ở đây, và nói rằng chính bọn chúng là người đã triệu hồi ác quỷ. Khi nó đang định giết tất cả mọi người ở đây, thì Siju đã đứng ra cản hắn lại. Nhìn thấy lửa không có tác dụng với Siju, nên nó đã lấy vũ khí của mình ra chiến đấu với chị ấy. Thế là Siju đã tung ra đòn quyết định, nhưng cũng không thể làm cháy một cọng lông nách của hắn. Thế là hắn đã bắt đầu nghiêm túc, không ngờ lại bị cái mặt nạ của Siju làm mất một cánh tay. Lúc này hắn nhận ra chiếc mặt nạ này là vô cực có khả năng nén thời gian, nên hắn đã rời đi, khiến mọi người nghĩ rằng mọi việc đã được giải quyết. Còn Siju lúc này đã nhớ lại Leon đã từng kể, có những con ác ma trên tổ được đặt tên theo màu sắc, và hắc sắc trên tổ tên là No. Lúc này Siju đã đến gặp nhà vua, không ngờ hắn lại muốn Siju phục vụ cho mình. Khi nghe tên hắn là Orthos, thì Siju mới biết hắn chính là một con ác quỷ. Thế là Siju đã tấn công hắn, không ngờ lại bị hắn bắt được. Khi hắn đang tự hào nói mình là con quỷ thượng cổ và định giết Siju, thì nó lại xuất hiện, vì đã lập ký ức với người phụ nữ kia trả thù cho cô ta. Thế là anh ấy liền xử đẹp mấy ông già này. Trong khi hắn vẫn rất tự tin mình là thượng cổ ác ma, thì liền bị No cho xanh cỏ. Sau đó thì đã bảo Siju giữ bí mật. Sáng hôm sau thì Siju cũng đã rời đi, còn No thì vẫn luôn theo dõi chiếc mặt nạ, cho đến khi nhìn thấy Rimuru. Còn Rimuru thì đã tạm biệt lũ nhóc để quay về thị trấn. Nhìn thấy tụi nó khóc, nên Rimuru đã tặng cho Chloe chiếc mặt nạ, và còn hứa sẽ quay về thăm khi bọn chúng đậu tốt nghiệp. Thế là Rimuru đã rời đi, nhưng cậu ấy lại đang bị Hinata theo dõi, vì Hinata lúc trước cũng từng là học trò của Siju. Hiện tại em ấy đang làm hiệp sĩ của Thánh Pháp Hoàng Quốc. Em ấy nghĩ rằng Rimuru đã giết Siju, mà còn xây dựng lên một liên bang quái vật rất phát triển, nên đã bắt đầu theo dõi Rimuru. Còn Rimuru lúc này thì đã giao bọn trẻ lại cho Cotis. Sau đó thì cậu liền dịch chuyển tức thời về Tempest,
do cậu ấy có hiệp ước không xâm phạm với thú vương Carrion, nên đã cử Benny Maru làm sứ giả đến thăm vương quốc của anh ta. Rimuru thì đang cosplay với Suna và Sion, mà còn soạn ra một bài thuyết trình để tiễn Benny Maru đi, để gắn kết mối quan hệ giữa hai nước, khiến tất cả mọi người đều cảm động. Lúc này cậu đã dặn kỹ anh ấy là không được đánh nhau. Nhìn thấy Benny Maru điềm tĩnh nên Rimuru rất yên tâm, và cậu ấy cũng bảo mọi người chuẩn bị để đón tiếp sứ giả của thú vương quốc. Đột nhiên Jenny lại đến thông báo đoàn người của thú vương 2 ngày nữa sẽ đến đây. Còn bên phía Zoom lúc này thì đang cố gắng làm tròn sứ mệnh anh hùng của Rimuru giao cho mình, để quảng cáo rằng vương quốc ma vật rất thân thiện. Khi Zoom vừa trở về thì liền đi tắm suối nước nóng, biết tin ma vương Carrion đang phái sứ giả đến đây, khiến cả đám ngạc nhiên. Thế là sáng hôm sau sứ giả của thú vương đã đến. Chị gái này giới thiệu mình tên là Obis, một trong tam thú sĩ của ma vương Carrion. Khi biết mình chủ ở đây chỉ là một con slam yếu ớt, mà còn đi chơi chung với con người, khiến em gái này khó chịu. Thế là Rimuru liền bảo Zoom ra thể hiện, khiến thanh niên xanh mặt, ok chơi khô máu luôn. Nhưng đột nhiên Sion lại điên lên đòi solo với Sophia. Thế là em ấy liền tấn công Sion. Khi hai chị em phụ nữ đang đấm nhau, thì Obis lại bảo thanh niên này ra chơi với Zoom, nên họ cũng bắt đầu solo. Nhìn thấy Zoom đánh rất tốt, thì Rimuru liền biết đây là kết quả huấn luyện của Hakuro. Còn Sion khi đang định chơi khô máu với Sophia, thì Obis liền đứng ra cản họ lại, và họ đã công nhận Tempest rất mạnh. Khi cứ nghĩ mọi việc đã yên ổn, thì Sion lại không kiểm soát được ma lực, khiến tất cả đều xanh mặt, nên Rimuru liền bảo Sion bắn thẳng vào mình. Thế là cậu ấy đã hấp thụ nó, khiến cả đám ngạc nhiên. Đến tối thì họ đã tổ chức tiệc. Mấy chị gái này liền uống hết rượu của Rimuru. Khi biết cậu ấy không sản xuất được nhiều rượu do thiếu trái cây, thì Obis đã đề nghị họ sẽ cung cấp trái cây cho Rimuru, đổi lại cậu ấy sẽ cung cấp rượu cho họ. Nên Rimuru đã bảo cậu đi đến bàn bạc ăn chia với họ. Vài ngày sau thì nhóm của Obis đã rời đi, nhưng họ vẫn để lại một số thú nhân học hỏi kỹ thuật ở đây, và Grotius cũng ở lại gia nhập đội cận vệ của Rimuru. Lúc này thì Benny Maru cũng trở về. Khi thấy Rigu con nói về nông nghiệp của thú quốc cho Rimuru, thì Rigu cha rất tự hào. Thế là cậu ấy quyết định lần sau sẽ học hỏi nền nông nghiệp của họ. Lúc này khi biết Benny Maru đã thử sức với Carrion, liền khiến Rimuru bị sốc, nên cậu ấy quyết định không để thanh niên này chạy nhong nhong nữa. Tiếp theo Rimuru đang đến vương quốc người lùn. Khi cậu ấy định bỏ Sion ở nhà, thì em ấy liền khóc, nên cậu ấy đành phải đưa Sion theo. Nhìn thấy nhóm của Gale đang tích cực xây đường, nên Rimuru liền tặng cho họ mấy thùng bia. Lúc này họ đã tới vương quốc và gặp Gazelle. Khi biết những thuộc hạ của mình sống rất tốt, khiến ông ấy rất vui. Nhưng đó vẫn không tin, con nhóc ngây thơ như bò đeo nơi đó mà là ma vương, mà còn làm bạn với Rimuru. Khi họ uống thử rượu của Rimuru, thì ông ấy rất thích. Còn Rimuru uống vào thì liền bị đại hiền giả giải cồn. Khi biết cả thú quốc cũng hợp tác với Rimuru, khiến cả hai ngạc nhiên. Lúc này Rimuru thắc mắc về quê hương của Zoom vương quốc Famous, thì Gazelle đã kể cho cậu biết, đó là một vương quốc lớn cạnh tranh với các chư quốc phương Tây. Nhưng Gazelle lại rất ghét thằng vua của Famous. Đột nhiên Sion lại bị say, nên Rimuru đành phải đưa em ấy về phòng. Đến tối sau khi Rimuru vừa phát biểu quan hệ hợp tác giữa hai nước xong, thì liền bị Gazelle đánh giá là quá ngắn, quá nhạt, nên cậu liền học hỏi ông ấy. Sau đó Rimuru liền dẫn đám của Gobuta đi tìm mấy chị gái eo, khiến mấy thanh niên này chảy nước miếng. Không ngờ nhóm của Kajin cũng đến đây. Đến khuya khi cả đám định về phòng, thì lại bị Suna và Sion phát hiện. Thế là cả đám liền bị phạt, cứ tưởng dùng vẻ dễ thương của mình sẽ được tha. Không ngờ lại bị Suna bắt ăn đồ ăn của Sion một tuần. Còn bên phía Clayman thì đã cử thuộc hạ của mình đến chỗ của Rimuru, nên chị ấy đã tiếp cận Zoom xin gia nhập với anh ta. Do khinh thường phụ nữ, nên thanh niên đã bị tẩn cho một trận. Thế là anh ta đã cho Yu Lan gia nhập với mình. Còn Rimuru lúc này đã trở về học viện, thông báo lũ nhóc đã đậu tốt nghiệp, nên Rimuru nói sẽ quay về Tempest. Nhưng cậu ấy sẽ còn ở lại đây chơi thêm 2 ngày, để cho bọn trẻ thêm mấy bộ manga, và cậu ấy đã giao bọn trẻ lại cho Tis. Còn Yon lúc này đã dẫn Yu Lan về làng giới thiệu với mọi người. Nhìn thấy ngôi làng rất phát triển, khiến chị ấy rất ngạc nhiên. Còn Hakuro khi đang huấn luyện cho mấy thanh niên này, thì Yon cũng dẫn Yu Lan đến, nói rằng chị ấy rất mạnh. Nhưng Grotius không tin, còn nói nếu cô ta hạ được tôi, thì tôi sẽ là tay sai cho ông. Thế là thanh niên liền bị ăn hành. Lúc này Gobuta rất tự tin Yu Lan sẽ hạ được ông già đó, nên cả bọn liền lên kế hoạch nhờ Yu Lan đặt bẫy giúp mình. Khi cả bọn cứ nghĩ đã thành công, thì liền bị đánh không trượt phát nào. Đến tối Gobuta vẫn cố tìm cách trả thù sư phụ, và họ cảm thấy Yu Lan rất đẹp, đòi sinh con với chị ấy. Trong khi Rimuru thì đang ở học viện, bàn việc làm ăn với Joe Mai trước khi quay về, và cậu ấy cũng đã ký hiệp ước với vương quốc Lomang. Họ hứa sẽ bảo vệ an toàn cho Tempest. Lúc này ông ấy nói rằng Tempest đang là trung tâm thương mại, nên sẽ bị vương quốc Phan Mất dòm ngó. Còn bên phía Phan Mất thì nhận ra sự phát triển của Tempest đang ảnh hưởng đến kinh tế của chúng,
nên chúng quyết định kết hợp với giáo hội phương Tây tiêu diệt Tempest. Nhưng chúng đang cần một cái cớ, nên đã cử nhóm ba người chuyển sinh này vào Tempest để kiếm chuyện. Mặc dù rất bất mãn vì kẻ địch chỉ là một con slam, nhưng chúng cũng phải đi. Còn John lúc này, mặc dù bị sư phụ đánh phe thua, nhưng lại được nằm trên đùi của gái, mà còn tranh thủ thả thính chị ấy, khiến Du Lan bắt đầu bị rung động. Lúc này chị ấy cảm nhận được mọi người rất thân thiện và vui vẻ. Đột nhiên Clay mang lại liên lạc, bảo Du Lan hãy tuân theo mệnh lệnh của hắn, thì hắn sẽ trả trái tim lại cho chị ấy. Nếu không thì sẽ giết luôn cả John. Nên Du Lan không còn sự lựa chọn. Zoe lúc này thì đã phát hiện quân Famuk đã tiến đến đây, nên đã báo lại cho Benny Maru. Đột nhiên Obis cũng thông báo, đề nghị Tempest nhận dân trị nạn của thú vương quốc, vì họ đang chuẩn bị chiến đấu với Milim, khiến cả đám ngạc nhiên. Còn cái đám này thì lại ganh tị, vì cuộc sống ở đây rất thịnh vượng. Thế là chúng đã bắt đầu kiếm chuyện, nói rằng Gobujo đã chạm vào mông của ả, nên mọi người bắt đầu nghi ngờ Gobujo. Lúc này Gobuta cũng đến và xin lỗi chúng, nhưng cậu ấy vẫn tin tưởng Gobujo không làm việc này, khiến ả tức giận và kích hoạt kẻ cùng môn tẩy não mọi người. Nhưng lại không có tác dụng, vì Suna đã vô hiệu hóa skill của ả, nhận ra kế hoạch không thành công, nên chúng quyết định chơi khô máu luôn. Không ngờ Clayman đã ra lệnh cho Miu Lan kích hoạt kết giới ma thuật, nhưng lại bị Crucius nghi ngờ, nên chị ấy đã biến thành hình dạng ma nhân. Đột nhiên John cũng đến nói rằng, hãy kể sự thật cho anh sẽ bảo vệ em, vì anh yêu em Miu Lan, liền khiến chị ấy rung động. Nhưng Miu Lan vẫn buộc phải mở kết giới, vì để bảo vệ cho John. Bên ngoài đế quốc Phan mất cũng kích hoạt thêm một kết giới nữa, bao bọc lấy Tempest. Đột nhiên Sion lại mất hết sức lực. Còn Rinmuru lúc này đã chia tay bọn nhóc để quay về Tempest. Khi cậu đang chuẩn bị dịch chuyển không gian quay về, thì lại cảm nhận được có nguy hiểm, và đại hiện giả liền nói họ đang bị bao bọc bởi một kết giới. Không ngờ Soe cũng gửi một phân thân đến, vừa nói rằng có một kẻ địch rất mạnh thì anh ấy đã biến mất. Lúc này tất cả ma pháp của Rinmuru đều đã bị giới hạn. Đột nhiên Hinata đã xuất hiện, nói rằng sẽ phá hủy cả vương quốc ma vật của Rinmuru. Còn Gobuta khi đang gặp nguy hiểm thì đã được Hakuro cứu, nhưng vì kết giới khiến ma vật yếu đi, nên ông ấy đã bị hắn hạ gục cùng với Gobuta và Gobujo. Còn Sion vẫn đang cố gắng chống trả, không ngờ viện binh của hắn đã tới và liên tục tàn sát cả thị trấn. Bên phía Rinmuru, khi biết em gái này là Hinata thì định nói chuyện với em ấy, không ngờ lại bị em ấy liên tục tấn công. Mặc dù đã cố giải thích mình là người chuyển sinh giống Shiju, nhưng em ấy vẫn không tin. Lúc này Rinmuru bị trúng chiêu của Hinata đánh vào linh thể của cậu ấy. Đại hiện giả nói nếu trúng 3 lần nữa là xong phim. Hinata nói rằng sẽ giết Rinmuru để báo thù cho Shiju. Và Rinmuru nhận ra ở trong học viện có kẻ phản bội mình, thế là cậu đã phản công Hinata, nhưng lại liên tục bị em ấy đánh trúng. Nhận ra mình chỉ còn chịu được một đòn nữa, vì thanh kiếm của Hinata có thể giết kẻ địch sau 7 lần tấn công. Lúc này Rinmuru đã triệu hồi Ifrit tấn công Hinata, nhưng Ifrit lại bị mất khống chế. Do năng lực cướp đoạt của Hinata, nên Rinmuru liền thu hồi lại. Khi Hinata tấn công, thì Rinmuru liền sử dụng năng lực kẻ phàm ăn và bắt đầu biến đổi thành một con quái vật. Thế là cậu liền tấn công Hinata, nên em ấy đã triệu hồi tinh linh để bắt lấy cậu ấy và tung ra đòn mạnh nhất của mình, liền khiến Rinmuru bị bay màu. Cứ nghĩ đã giết được Rinmuru nên Hinata đã rời đi, không ngờ cậu ấy vẫn còn sống. Vì khi triệu hồi Ifrit, thì Rinmuru đã phân tách ra để Hinata chiến đấu với phân thân của cậu. Trong khi Rinmuru đang tự kỷ với IQ vô cực của mình, thì nhận ra Tempest đã xảy ra chuyện không thể trực tiếp dịch chuyển về, nên cậu ấy đã dịch chuyển đến hang động của Veldora và nhìn thấy Sue đang bị thương. Thế là họ đã nói cho Rinmuru biết Tempest đang bị kết giới bao bọc và bị vương quốc Pha mất tấn công. Lúc này khi đại hiện giả đã phân tích kết giới, thì Rinmuru liền ra lệnh cho Sue đi tìm những kẻ đặt kết giới, còn cậu ấy thì tiến vào bên trong để tìm mọi người. Vừa nhìn thấy Rinmuru thì mọi người đều vui mừng, nhận ra Rigo đang che giấu mình việc gì đó, nên Rinmuru liền chạy đi. Lúc này Benimaru đang cố bắt Du Lan, nhưng lại bị Crucius và John ngăn cản và bị anh ấy đánh cho tơi tả. Khi Rinmuru vừa đến, thì Benimaru đã lập tức kể cho cậu ấy biết chính Du Lan là người kích hoạt kết giới làm cho ma vật suy yếu, nhưng họ vẫn đang giấu Rinmuru điều gì đó. Thế là John và Crucius liền xin tội trong Du Lan, nhưng Du Lan đã dũng cảm đứng ra nhận hết tội lỗi của mình và dẫn Rinmuru đi đến quảng trường, liền khiến cậu ấy bị sốc vì đã có rất nhiều người bị chết. Cậu nhận ra do chính luật không tấn công con người của mình đã gây ra, và Miu Lan là kẻ đã đặt kết giới này, nhưng cậu ấy đã lấy lại bình tĩnh. Thế là cậu đã bảo mọi người kể rõ mọi việc cho mình, tất cả đều là do Vương quốc Phan Mức làm ra, và Miu Lan là thuộc hạ của Clayman. Chính hắn là kẻ giật dây mọi việc, do hắn đang kiểm soát trái tim của Miu Lan, nên chị ấy buộc phải phục tùng hắn. Mặc dù biết Miu Lan chỉ là vật hy sinh, nhưng Rinmuru vẫn sẽ phải trừng phạt chị ấy. Lúc này Rinmuru đã đến thăm Hakuro và Gobuta, nhìn thấy họ bị thương rất nặng, nên cậu đã nhờ đại hiên giả chữa trị cho họ. Nhưng thanh niên lại hỏi sư phụ còn sống à?
thì xém chút nữa là xanh cỏ. Đột nhiên Rimuru thắc mắc không thấy Sion đâu, thì mọi người liền buồn bã và dẫn Rimuru đi quảng trường. Lúc này không chỉ Gobujo mà còn có cả Sion, liền khiến Rimuru tức giận và bảo cậu muốn được ở một mình nên họ đã rời đi. Suna nói rằng em sẽ xuất hiện bất cứ khi nào ngài cần, vì sợ khí tức của mình sẽ ảnh hưởng đến mọi người nên Rimuru đã tái tạo lại chiếc mặt nạ. Lúc này Rimuru đang rất đau khổ, không biết phải làm như thế nào, và đại hiền giả cũng không có cách nào hồi sinh họ. Khi Rimuru định hấp thụ tất cả thì Eren đã chạy đến nói cho cậu ấy biết có một truyền thuyết có thể hồi sinh người chết, nên cậu ấy liền lấy lại hy vọng và lắng nghe Eren. Chuyện kể về công chúa rồng là con gái của người và rồng, và cha rồng của em ấy đã nhân bản mình thành một chú rồng nhỏ để ở bên cạnh con gái, nhưng nhà vua lại muốn kiểm soát công chúa rồng nên đã giết con rồng nhỏ, khiến công chúa rồng tức giận hủy diệt cả đế quốc cùng với 10.000 người, và em ấy đã trở thành ma vương. Không ngờ chú rồng nhỏ đã sống lại, nhưng nó lại bị mất đi linh hồn và phát điên, nên em ấy đành phải phong ấn con rồng của mình. Lúc này Rimuru nhận ra kết giới này đang giúp giam giữ linh hồn của mọi người, chỉ cần cậu trở thành ma vương thì có thể hồi sinh họ, tỷ lệ thành công là 3%. Thế là Eren đã tiết lộ tên thật của mình là Eriune, công chúa của vương triều Sarison. Lúc này Rimuru vừa tạo thêm một kết giới nữa thì đại hiền giả thông báo cậu ấy đã có hạt giống ma vương do hấp thụ chúa tể óc, việc còn lại là phải hấp thụ linh hồn của 10.000 người mới có thể tiến hóa thành chân ma vương. Khi biết quân số của Famous cử đến là 20.000 thì Rimuru rất vui. Lúc này cậu ấy đã tìm Yolan, nói rằng chị ấy cần phải chết, khiến Yolan bị sốc, nhưng đã bị Rimuru cản lại. Thế là cậu ấy liền ra tay với Yolan, nhưng không ngờ chị ấy vẫn sống, vì Rimuru đã cho Yolan một trái tim nhân tạo để thoát khỏi kiểm soát của Greyman, khiến cả bọn rất vui. Đột nhiên Rimuru lại đề nghị Yolan làm tân vương của Famous, khiến thanh niên lắc mạng. Nhờ có Yolan và Crucius ủng hộ nên anh ấy đã đồng ý. Lúc này Rimuru đã thông báo mình sẽ trở thành ma vương để hồi sinh Sion và mọi người, liền khiến tất cả ngạc nhiên. Thế là cậu ấy đã kể cho họ biết trước khi đến thế giới này thì cậu từng là một con người và bị chuyển sinh thành một con slam, nhưng cậu ấy rất vui vì được gặp tất cả mọi người ở đây và xem mọi người là gia đình của mình. Thế là cậu ấy đã xin lỗi họ vì đã đặt ra luật lệ không tấn công con người. Không ngờ tất cả lại dành hết lỗi về phía mình vì đã quá ỷ lại vào Rimuru. Lúc này nhìn thấy mọi người vẫn chấp nhận đi theo mình, khiến Rimuru rất vui. Mặc dù cậu vẫn muốn kết giao với con người, vì biết con người có tốt có xấu, nên Rimuru quyết định trở thành ma vương để con người biết sức mạnh của mình. Thế là tất cả đều ủng hộ Rimuru. Lúc này Rimuru quyết định sẽ một mình tiêu diệt đội quân của Famous, vì đó là điều kiện trở thành ma vương, nên cậu ấy đã bảo mọi người chia ra xử lý 4 nơi duy trì kết giới của chúng: Benimaru ở phía đông, nhóm của Hakuro ở phía tây, Gabiru ở phía nam, còn So ở phía bắc, và Suna và Mulan sẽ duy trì kết giới cho mọi người. Thế là tất cả đã chuẩn bị chiến đấu, và Rimuru nhận ra mục đích của Clayman tạo ra chiến tranh là 10.000 linh hồn. Lúc này khi tất cả mọi người đã vào vị trí của mình thì Rimuru đã sẵn sàng tiêu diệt chúng. Bên phía Benimaru đã tiến vào doanh trại và một mình sửa đẹp cái đám này, còn Gabiru và Soe cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn lại nhóm của Hakuro. Trong khi hai tên này đang muốn giết thêm nhiều người nữa thì nhóm của Hakuro đã đến. Thế là họ đã dễ dàng sửa đẹp đám lính, khiến hai tên này rất vui, nên Gale đã đứng ra solo với hắn. Còn tên này rất vui vì Hakuro đã thua hắn. Nhìn thấy Hakuro dễ dàng đỡ đòn tấn công của mình, khiến hắn ngạc nhiên, khi hắn nghĩ rằng mình nhanh hơn ông ấy rất nhiều, thì không ngờ Hakuro còn nhanh hơn và dễ dàng sửa đẹp hắn, trong khi Gale vẫn liên tục dùng khiên chặn tên này lại, khiến hắn ức chế liền cường hóa đấm vỡ khiên của Gale. Không ngờ lại bị Gale bắt được và ăn mòn, nên hắn đã bắt đầu sợ hãi. Khi nhìn thấy Hakuro thì hắn biết thằng đồng đội óc chó của mình đã bị xử rồi, thế là hắn liền té đái chạy đi. Vì muốn mạnh hơn nên hắn đã hấp thụ linh hồn của con ả này và đạt được kỹ năng hồi phục siêu tốc, khiến hắn rất vui nghĩ rằng mình vô đối rồi. Không ngờ lại bị Gale đấm cho bầm dập. Khi anh ấy định kết thúc hắn thì lại được Rajan cứu, và ông ấy nhận ra Gale chính là chúa tể óc. Thế là hắn đã chặn Gale lại và liền chạy đi. Lúc này họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ phá hủy kết giới. Sogo cứ nghĩ mình đã sống sót, không ngờ mục đích của Rajan là chiếm lấy thân xác của hắn, vì ông ta đã liên tục nuôi dưỡng người chuyển sinh để chuyển linh hồn của mình vào cơ thể của họ. Bên phía Rimuru lúc này thì cậu ấy đã bắt đầu hành động, tạo ra một kết giới kháng ma pháp bao bọc tất cả bọn chúng lại. Thế là cậu ấy đã bắt đầu tiêu diệt chúng, khiến tên vua bắt đầu sợ hãi, vì chỉ trong tích tắc mà quân lính của mình đã bị tiêu diệt một nửa. Thế là Rimuru đã xuất hiện trước mặt chúng và lập tức tiêu diệt Raven. Tên vua cảm thấy không ổn nên liền đứng ra nói chuyện với cậu ấy, nhưng lại mắng Rimuru vì chỉ là một liên minh quái vật nhỏ bé. Thế là liền bị cậu ấy dọa sợ đái ra máu. Đột nhiên cậu đã mở khóa được skill kẻ vô tâm, có thể cướp linh hồn những kẻ mất ý chí chiến đấu, nên Rimuru liền sử dụng kẻ vô tâm hấp thụ tất cả linh hồn còn lại. Không ngờ đã lập tức đủ điều kiện
khiến Rimuru buồn ngủ. Đột nhiên đại hiện giả phát hiện vẫn còn một tên sống sót, nên Rimuru đã bảo Ranga đưa mình quay về và bắt sống tên vua. Thế là cậu ấy đã dùng toàn bộ xác chết ở đây để triệu hồi ác ma. Và Noa đã xuất hiện, nhận lệnh của Rimuru truy tìm tên sống sót, khiến anh ấy rất phấn khích và nhận Rimuru làm chủ của mình. Đột nhiên giọng nói thế giới lại vang lên, thông báo Rimuru đang tiến hóa trở thành ma vương, nên tất cả thuộc hạ đều sẽ được ban phước. Lúc này Ranga đã mang Rimuru trở về. Khi tất cả đang chờ đợi Rimuru tiến hóa, thì đại hiên giả đã liên tiếp nâng cấp các kỹ năng của Rimuru: phục hồi vô hạn, ma vương bá khí, tơ vạn năng, vô hiệu hóa ảnh hưởng tự nhiên. Nhưng khi đại hiên giả nâng cấp chính mình thì liên tiếp thất bại, nên đại hiên giả quyết định dùng hợp với kỹ năng kẻ thoái hóa. Thế là đã nâng cấp thành công trở thành thông tuệ vương Raphael. Tiếp đến là kỹ năng bạo thực vương. Còn Rajan lúc này cứ nghĩ đã thoát, không ngờ là bị Noa phát hiện. Cứ nghĩ anh ấy chỉ là một ác ma bình thường, nên hắn liền triệu hồi ra một đại tinh linh cấp cao. Không ngờ là bị Noa dễ dàng xử đẹp. Khi đang định chơi khô máu, thì hắn mới nhận ra anh ấy là thất sát chân tổ, khiến hắn sợ hãi. Vì Rimuru lại triệu hồi một con quỷ tàn bạo đến thế giới này, thế là hắn liền lăn ra chết. Trong khi Rimuru đã tiến hóa thành công, và đến lượt các thuộc hạ của cậu ấy được ban phước, khiến tất cả đều ngất xỉu. Lúc này Raphael đã kiểm soát cơ thể của Rimuru, bảo Benimaru hãy yên tâm giao mọi việc lại cho mình. Thế là cậu ấy đã gom linh hồn của mọi người lại. Khi đang chuẩn bị hồi sinh, đột nhiên Noa đã xuất hiện. Vì biết Rimuru không đủ ma tố để hồi sinh mọi người, nên anh ấy đã hiến dâng hai thuộc hạ của mình cho Rimuru. Thế là cậu ấy đã đủ ma tố và bắt đầu hồi sinh mọi người. Khi Rimuru vừa ngất đi, thì Noa liền ôm lấy Rimuru đưa lên bục. Thế là Sion đã tỉnh lại trước khi bắt đầu trận chiến. Vì sợ Rimuru trở thành ma vương sẽ đánh mất chính mình, nên Benimaru đã đặt ra một mật khẩu với Rimuru, nói rằng thức ăn của Sino rất dở. Lúc này Rimuru cũng đã tỉnh lại. Đột nhiên Rimuru cảm thấy rất khác trước, thì Raphael liền nói, mọi người đều đã tiến hóa. Khi biết đại hiền giả đã trở thành thông tuệ vương, khiến Rimuru rất bất ngờ. Đột nhiên Benimaru lại hỏi mật khẩu trước mặt Sion, khiến cậu ấy lo lắng, biết rằng thanh niên này đang chơi mình, nên Raphael đã đề nghị cho cậu câu trả lời, liền giúp lật ngược tình thế. Thế là Sion đã tức giận liền đòi đi nấu cho thanh niên ăn xiên bụng. Lúc này Benimaru đã kể cho Rimuru biết, trong 3 ngày cậu ấy ngủ thì ma vương Milim đã tuyên chiến với Carrion, nên Carrion đã đưa tất cả người dân của mình đến rừng Jura. Thế là anh ấy đã đánh tay đôi với Milim. Mặc dù đã sử dụng trạng thái mạnh nhất của mình, nhưng vẫn không thể đánh bại Milim. Thế là Milim đã tung ra sức mạnh thực sự của em ấy, chỉ với một đòn đã phá hủy cả vương quốc của Carrion. Không ngờ thiên vương Frey cũng giúp Milim. Lúc này khi biết cả Frey và Milim đã đi đến chỗ của Clayman, thì Rimuru liền nhận ra hắn chính là kẻ giật dây và hứa sẽ giúp mọi người cứu Carrion. Khi đang không biết làm thế nào, thì Noa lại xuất hiện chúc mừng Rimuru trở thành ma vương. Nhưng cậu lại không nhớ anh ta là ai, thậm chí còn bảo anh có thể về rồi, liền khiến Noa bị tổn thương. Nhận ra anh ấy không phải ác ma bình thường mà lại muốn phục vụ cho mình, khiến Rimuru ngạc nhiên nhưng đành chấp nhận. Thế là cậu đã đặt tên cho anh ấy là Diallo, nên anh ấy đã tiến hóa. Và Raphael cũng thông báo, ngục tù vô tận của Veldora đã phân tích xong, nên không cần lo lắng giáo hội phương Tây nữa. Thế là cậu ấy đã lập tức dịch chuyển về hang động của Veldora và tạo ra một phân thân để làm vật chứa cho Veldora. Cuối cùng thì con rồng Waifu đã được tái sinh. Vì ở bên trong Rimuru quá chán, nên thanh niên đã đọc hết manga trong ký ức của cậu ấy và chính thức trở thành con rồng Otaku. Lúc này Raphael thông báo cậu ấy đã mở thêm 4 kỹ năng tối thượng mới, khiến Rimuru ngạc nhiên. Đến chiều cậu bảo Veldora kiểm soát khí tức của mình, để tránh khiến mọi người hoảng sợ, thì thanh niên liền biến hình Super Saiyan, khiến Rimuru bất lực. Thế là cậu ấy đã dẫn Veldora về làng. Nhưng mọi người lại nghĩ thanh niên này là hàng fake. Đến khi Jamie xác nhận, thì tất cả mới nhận ra đây là hàng thật. Lúc này khi nghe Veldora nói Rimuru là bạn chí cốt của mình, thì tất cả đều rất vui. Thế là tối đó họ đã tổ chức tiệc, trong khi Rimuru và Benimaru phải ăn thức ăn của Sion. Cứ nghĩ lần này săn cỏ rồi, không ngờ lại rất ngon. Thì ra do Sion khi tái sinh đã nhận được skill người nấu bếp, nên cả hai rất vui vì mình không chết. Sáng hôm sau thì Rimuru đã giới thiệu Diallo với mọi người, sẽ làm thư ký thứ hai cho cậu. Lúc này Rimuru quyết định nói cho cả thế giới biết mình là ma vương và khiêu chiến với Clayman, nên cậu ấy đã bắt đầu lên kế hoạch và giao nhiệm vụ cho mọi người cùng với nhóm của Obis. Đột nhiên Fuja đã đến để hỗ trợ Rimuru chống lại vương quốc Phan Mớt, nhưng khi nghe Rimuru nói đã xử đẹp bọn chúng rồi, liền khiến ông ấy bị sốc. Lúc này Gazelle cũng đến chúc mừng Rimuru trở thành ma vương, không ngờ lại có thêm một nhóm người lạ đến. Gazelle nhận ra ông ta là người của vương triều Sarion, và thân thể này chỉ là thân thể giả của ông ấy. Khi thấy Rimuru thì liền tức giận, vì nghĩ cậu đã dụ dỗ con gái của mình. Lúc ông ta đang định chơi khô máu, thì liền bị Eren cản lại. Thế là Eren đã giới thiệu ông ấy là cha mình công tước Eran. Còn Chuki lúc này thì hắn chính là kẻ bắn đến Rimuru,
Người tiết lộ thông tin cho Hinata tiêu diệt cậu ấy. Và hắn đã giúp Laplace hồi sinh ma vương Kayarin, nhưng lại bị biến thành con gái. Và Laplacia Fuhrman cùng với Clayman đều là thuộc hạ của Kayarin. Thế là Laplace đã kể cho Yuki biết, ở giáo hội phương Tây có một đền thờ bí ẩn. Và Laplace đã đụng một tên ma cà rồng rất mạnh ở đó. Hắn chính là ma vương Valentin, cũng là giáo hoàng của giáo hội phương Tây, có sức mạnh ngang ngửa Kayarin. Khi Yuki vẫn muốn điều tra về giáo hội này, thì Laplace nói rằng hắn có liên minh ba ma vương, Milim, Rey và Clayman, nên có thể chống lại Valentin. Còn Rimuru lúc này thì vẫn đang tiếp tục cuộc họp. Nhưng khi Rimuru thấy thiếu Veldora, thì thanh niên Otaku liền xuất hiện, liền khiến cả đám ngạc nhiên, còn Fuya thì đi ngủ luôn. Thế là Gazelle và Eran liền lôi Rimuru ra nói chuyện riêng, trách Rimuru đã hồi sinh con ác long đó mà không cho mình biết. Khi cả hai đang lo lắng về giáo hội phương Tây sẽ tấn công Tempest, vì Veldora chính là kẻ thù của chúng, nhưng họ vẫn quyết định liên minh với Rimuru. Thế là họ đã tiếp tục cuộc họp. Lúc này khi đang lo lắng về giáo hội phương Tây, và cả Hinata cũng rất mạnh, thì Diallo liền đề nghị họ sẽ ra tay trước. Đột nhiên Sion lại đứng ra giành nhiệm vụ với Diallo, thì liền bị Rimuru cản lại. Không ngờ Veldora cũng định tham gia, nên bị Rimuru bắt ngồi im một chỗ luôn. Lúc này cậu ấy cũng nhận ra Yuki chính là kẻ bắn đứng mình. Khi họ đang tiếp tục cuộc họp, thì đột nhiên Ramirez lại chạy đến thông báo rằng Tempest sẽ bị hủy diệt, khiến cả đám ngạc nhiên. Không ngờ chị ấy đã bị Diallo bắt lại. Khi biết Ramirez cũng là một ma vương, thì cả đám không còn bất ngờ nữa. Vì chuyện Veldora hồi sinh là quá đủ rồi. Nhưng chị ấy vẫn không tin Veldora đã hồi sinh, nói rằng gặp sẽ đánh vỡ mồm hắn. Không ngờ vừa gáy xong thì liền té xỉu. Lúc này Rimuru nói rằng sẽ công bố với mọi người mình là ma vương. Và Rimuru sẽ tung tin đồn rằng chính đội quân của Phan Mất đã vô tình phá vỡ phong ấn của Veldora, nên đã bị Veldora giết sạch. Còn Jon và Rimuru đã thuyết phục Veldora thành người bảo vệ khu rừng. Khi biết Jon sẽ trở thành vua mới của Phan Mất, thì Gazelle liền thử anh ta. Nhưng nhìn thấy quyết tâm vì người con gái mình yêu, thì ông ấy đã chấp nhận và hứa sẽ giúp đỡ Jon. Đột nhiên Eran lại thắc mắc, không biết Rimuru sẽ sử dụng sức mạnh của mình như thế nào. Thì Rimuru liền thể hiện bá khí ma vương và nói rằng sẽ xây dựng một thế giới để mọi người có thể vui vẻ sinh sống. Nên ông ấy đã quyết định kết giao với Tempest. Thế là họ đã thành lập một khối liên minh với nhau. Lúc này cậu ấy sẽ xử lý tên Clayman trước, vì hắn khiến Rimuru rất khó chịu. Còn bên phía Clayman lúc này thì hắn nghĩ Mulan đã chết, nên đã lên kế hoạch nhắm đến Rimuru tại bữa tiệc ma vương. Lúc này Laplace đã nhắc nhở hắn đừng quá tin tưởng vào sự điều khiển của hắn với Milim, vì anh ấy là một ma vương cổ đại trước cả Kayalim. Còn Rimuru lúc này thì đang ngạc nhiên vì con rối ác ma cậu tặng cho Ramirez phục vụ chị ấy rất tốt. Trong khi Ramirez thì đang mê đọc manga, đột nhiên Ramirez lại nói Tempest sẽ bị diệt vong, vì Clayman cùng với Frey và Milim đã đề xuất một bữa tiệc ma vương, ngày mà tất cả ma vương sẽ tập hợp lại. Clayman cho rằng Rimuru đã giết Yulan thuộc hạ của hắn. Không những hắn đang nhắm đến Rimuru mà còn đang xuất binh đến đây. Đột nhiên Ramirez lại nhìn thấy Yulan vẫn còn sống, nên liền nhận ra Clayman đã lừa dối mình và các ma vương khác. Lúc này vì có công thông báo, nên Ramirez đã đòi ăn trực ở đây, khiến Rimuru bất lực. Đến tối khi mấy chị em đang tắm, thì Rimuru phải tắm chung với mấy cha nội này. Thế là tối đó cả bọn đã ăn cùng nhau. Còn chị em Jenny thì rất thích Ramirez. Lúc này thì Sion đã khai báo quá trình thẩm vấn tên vua của Phan Mất cho mọi người biết. Khi biết kẻ mà Diallo bắt được là ra danh anh hùng của Phan Mất, khiến họ rất ngạc nhiên. Thế là Rimuru liền đề nghị Jon đưa ba tên tù nhân đó về, mà còn cử Diallo theo hỗ trợ cho anh ấy. Mặc dù muốn ở bên cạnh Rimuru, nhưng anh ấy hứa sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ này. Đột nhiên Soe thông báo quân đội của Clayman đang tập trung tại lãnh thổ của Milim, và kẻ chỉ huy chính là ngón giữa giang già, một trong năm ngón tay thuộc hạ của Clayman, và Mulan chính là ngón áp út. Đột nhiên Raphael đã nói cho Rimuru biết mục tiêu thực sự của Clayman chính là chân ma vương, và đang nhắm đến những người dân tị nạn của thú vương quốc, khiến cho nhóm của Odys tức giận. Trong khi Veldora và Ramirez say sưa đọc manga, thì Rimuru quyết định cử Benimaru đi ngăn chặn tên giang gia. Lúc này Rimuru không biết làm cách nào để có thể đưa quân đội của mình kịp thời đến đó, thì Raphael đã cho cậu ấy biết nhờ vào kỹ năng kẻ thống trị không gian, nên Rimuru đã có thể dịch chuyển quân đội đi, liền khiến Rimuru rất vui vì Raphael lại có thể giúp mình giải quyết mọi việc. Thế là họ đã sẵn sàng xuất phát. Lúc này Rimuru đang không biết làm sao để tìm Clayman, thì Sion đề nghị xâm nhập vào bữa tiệc ma vương, nên Ramirez đã nói cho cậu ấy biết Rimuru cũng có thể tham gia nhưng chỉ được mang theo hai hộ vệ. Lúc này cả bọn đều không tin Milim lại phản bội họ, nên Rimuru quyết định sẽ đến bữa tiệc ma vương để điều tra mọi chuyện. Nhận ra không đưa Sion theo là quẩy banh cái nhà, thế là cậu ấy quyết định để Sion và Ranga theo mình. Đột nhiên Veldora cũng đòi theo, nhưng Rimuru bảo cậu hãy ở nhà đi, tôi hứa sẽ triệu hồi cậu khi gặp nguy hiểm. Lúc này chị em Jenny cũng đề nghị được đi theo làm hộ vệ cho Ramirez.
nên Rimuru đã đồng ý. Bên phía hai thuộc hạ của Milim là Mithrae và Hermes thì đang rất ức chế vì bị Milim bắt phải làm việc cho tên giam gia, nhưng họ cũng phải gắng nhịn, mặc dù bị cái thằng mắc dịch này sỉ nhục, thậm chí là xin nhẹ một tay của Hermes. Nên Mithrae liền đá bay Hermes đi để bảo vệ cho cậu ấy. Khi hắn vừa rời đi thì ông ấy đã giúp Hermes hồi phục lại. Sáng hôm sau thì đội quân của Rimuru đã chuẩn bị xuất phát. Benimaru cùng với nhóm của Obis hứa sẽ mang chiến thắng trở về, nên Rimuru đã lập tức dịch chuyển tất cả đi. Veldora thấy ham quá lại đòi đi theo, khiến Rimuru bất lực. Thế là Rimuru đã chia tay mọi người. Còn John và Diallo thì quay về chiếm lấy Van Mớt. Lúc này tên Giang Gia nói cho Clemang biết Veldora đã hồi sinh, vì hắn đã nghe được tin đồn của Rimuru cố tình tung ra ngoài. Thế là Clemang liền nghĩ chính Veldora mới là kẻ đã tiêu diệt Van Mớt, còn Rimuru chỉ là một con slam cùi bắp. Thế là bọn chúng đã mắc bẫy của Rimuru. Trong khi Frey đang nhớ lại lúc Milim chưa bị điều khiển, vẫn hồn nhiên như con điên, khoe vũ khí mới Rimuru đã tặng cho em ấy, thì Frey cũng đã tặng cho Milim một sợi dây chuyền. Thế là Milim đã bị Clemang điều khiển, khiến hắn rất vui và liên tục đánh em ấy. Mặc dù đã hợp tác với Clemang nhưng Frey cũng không ưa nổi cái thằng này. Ở một bên khác, thì Leon đã tìm đến Ray, là một thất sắc ác ma và cũng là ma vương cổ đại. Nhưng sáng tí nữa là bị đau điếc. Lúc này cả hai nói về Clemang đã yêu cầu mở bữa tiệc ma vương, mà Ray lại không hiểu tại sao Milim lại đứng về phía hắn. Vì Milim cũng giống với Ray đều là ma vương cổ đại. Và Leon cũng tin rằng Rimuru có thực lực không giống như Clemang nói. Khi anh ta cho Ray biết Veldora đã hồi sinh, thì đột nhiên Veljak băng lâm cũng xuất hiện. Chị ấy là một trong ba người chị của Veldora. Mặc dù đã nghe tin đồn của Rimuru, nhưng Leon vẫn tin rằng Rimuru chính là người giải phong ấn cho Veldora. Vì cậu ấy cũng là người đã ngăn cản thí nghiệm triệu hồi người chuyển sinh của Leon, liền khiến Ray ngạc nhiên. Thế là Leon đã rời đi. Còn Rimuru lúc này thì đã giúp cho Jamie tiến hóa thành hình nhân tinh linh, để cho chị ấy có thể rời khỏi khu rừng đi theo Ramirez. Vì tối nay bữa tiệc ma vương sẽ tổ chức, nên Rimuru đã chuẩn bị sẵn sàng để đến bữa tiệc. Lúc này Benimaru đã đề nghị để Hakuro và Zoe trực tiếp đánh vào lâu đài của Clemang. Vì biết Clemang giỏi nhất là thuật điều khiển người khác, nên Suna lập tức đề nghị đem ấy cùng xuất chiến. Đột nhiên Zoe cũng xuất hiện, và họ hứa sẽ bảo vệ cho Suna an toàn, nên Rimuru đã đồng ý. Đến tối thì Benimaru đã phục kích đội quân của Clemang. Vì Benimaru là đại tướng quân, nên anh ấy đã lập tức ra lệnh cho gieo tấn công. Đột nhiên mặt đất đã bị nứt ra, khiến cho bọn chúng sợ té đái. Còn đội của Gabiru thì xử lý cái đám biết bay. Lúc này Benimaru cũng ra lệnh cho nhóm của Obis xuất phát, nên họ cũng bắt đầu chia nhau đi tìm kẻ địch. Thế là Forbio đã tìm Tia và Phúcman để trả thù chúng vì lần trước lừa mình, và gieo cũng đã đến giúp anh ấy. Giang Gia nhận ra tình hình không ổn, quay về cũng bị Clemang xử đẹp, nên hắn liền tìm cớ trốn đi. Không ngờ hắn lại không dịch chuyển được, và phát hiện ra Obis đang đột kích mình, nên hắn quyết định sẽ chơi khô máu. Thế là cả hai đã bắt đầu chiến đấu với nhau. Không ngờ hắn lại cho người đánh lén, thì liền bị Obis hóa đá. Khi hắn cứ nghĩ mình sắp thắng rồi, thì Goberta liền xuất hiện từ bóng của chị ấy. Nhìn thấy tên cát riêu này dễ dàng chặn đòn của mình, khiến hắn ngạc nhiên, nên liền quay xe bảo Obis solo với mình. Trong khi Goberta đang mừng vì thoát khỏi cái tên này, còn Gabiru thì đang chiến đấu với Hermes. Trong khi Sophia đang bị ông đầu mối này đánh cho bầm dập, Sophia cứ nghĩ họ là thuộc hạ của Clemang. Không ngờ họ lại là người tôn sùng rồng và làm việc cho Milim. Nhìn thấy Hermes bị hạ khiến ông ấy rất vui, và ông ấy tiết lộ cho cả hai biết ông ấy cũng là một dragon new giống Gabiru, nhưng Gabiru là do tiến hóa, còn bọn họ là hậu duệ của người và rồng. Lúc này ông ấy đã chấp cả hai solo với mình. Bên phía Giang Gia cứ nghĩ phân thân ra thì có thể thắng Odys, nhưng không ngờ chị ấy đã biến hình và dễ dàng xử đẹp đám lính của hắn, và hạ hắn chỉ với một đòn. Khi hắn đang sợ hãi đầu hàng, thì không ngờ Clemang đã điều khiển cách tay của hắn, bắt Giang Gia biến thành một con Charidis. Trong khi Gabiru và Sophia đang bị ông hối đánh bầm dập, thì họ đã nhìn thấy Charidis, nhận ra nó rất nguy hiểm, nên cả bọn đã quyết định hợp tác với nhau. Trong khi Obis không biết cách nào để ngăn cản nó, thì Benimaru đã bắt đầu xuất chiến, chỉ với một đòn đã khiến nó biến mất, khiến Obis và cả ông hối đều rất ngạc nhiên vì sức mạnh của anh ấy. Đột nhiên Benimaru lại khiêu chiến với Mithrae, nhưng khi nghe Gabiru nói họ là thuộc hạ của Milim, thì anh ấy đã dừng lại. Không ngờ họ vẫn muốn solo với nhau, khiến cả đám xanh mặt. Đột nhiên cả hai lại quay xe, nên cả bọn mới được yên. Còn bên phía Tia và Phúcman lúc này nhận ra kế hoạch đã thất bại, nên liền giải quyết Gel và Phobio, nhưng không ngờ Gel vẫn chịu được. Thế là bọn chúng quyết định rời đi. Cuối cùng thì họ vẫn chiến thắng. Còn Rimuru lúc này cũng đã chuẩn bị xong, nên Suna liền rời đi để tiến vào lâu đài của Clemang. Khi Rimuru đang hỏi Veldora và Ramirez về các ma vương khác, thì cánh cổng dịch chuyển đã xuất hiện. Một hầu gái bước ra đến đón Ramirez và Rimuru đến tham dự tiệc ma vương. Bên phía nhóm Suna khi bước vào lãnh thổ của Clemang,
thì liền bị Adam mang một trong năm ngón tay của Clayman bao vây. Thế là hắn đã triệu hồi những xác sống mạnh nhất của mình ra tấn công họ. Sunak nhận ra Adam mang là kẻ điều khiển, nên em ấy liền tạo ra một kết giới quét sạch quân lính của hắn, khiến hắn tức giận tấn công em ấy. Không ngờ Sunak lại sử dụng được ma pháp thần thánh, khiến hắn bất ngờ. Vì hắn đã mất niềm tin vào thần, nên không còn sử dụng được ma pháp thần thánh nữa, và bị lời nguyền của ma vương Kajalim trói buộc ở đây. Lúc này hắn lại tiếp tục tấn công Suna. Không ngờ Suna lại có thể sửa lại ma pháp của hắn, và khiến đội quân của hắn đều tan biến. Đột nhiên Adam mang lại quỳ xuống và cảm ơn Suna đã giải thoát cho mình, vì ông ấy đã đánh mất lòng tin vào thần Luminous của mình, nên cũng muốn được đi theo Rimuru, xem cậu ta là một vị thần mới. Thế là ông ấy đã dẫn đường cho cả bọn đi vào lâu đài. Còn Rimuru lúc này đã đến bữa tiệc và gặp Ray. Cậu liền nhận ra ma vương cổ đại rất mạnh, thế là cậu đã gặp các ma vương khác. Rimuru nhận ra người hầu đi theo ma vương Valentin mới là ma vương thực sự. Còn Dino vừa gặp Ramiris thì liền kiếm chuyện với chị ấy. Tiếp đến là Frey. Đột nhiên Leon lại tâm sự mỏng với Rimuru. Rimuru liền đòi đấm Leon một cái vì Siju, nhưng anh ấy từ chối và nói chính mình đã ban tặng mạng sống cho Siju và hứa sẽ mời Rimuru đến lâu đài của anh ấy. Lúc này Milim và Clayman cũng đã đến. Nhìn thấy hắn đánh Milim khiến tất cả đều ngạc nhiên. Lúc này tất cả các ma vương đã tập hợp lại, nên Clayman liền buộc tội Rimuru là một ma vương giả tạo và đã hợp tác với Carrion vì phạm giao ước của các ma vương, thậm chí còn giết Mulan thuộc hạ của hắn, nên hắn đã yêu cầu trừng phạt Rimuru. Thế là đến lượt Rimuru biện hộ lại cho mình, nói rằng Mulan vẫn còn sống và còn cho tất cả nhìn thấy cách hắn tạo ra Charybdis, nên tất cả mọi người đã bắt đầu nghi ngờ Clayman, trong khi hắn liên tục buộc tội Rimuru mà không có bằng chứng và mắng cậu là một con slam thấp kém chỉ biết dựa vào Veldora. Nên Rimuru đã bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình và nói với mọi người rằng thực ra ta chẳng muốn làm ma vương gì hết, chỉ muốn xây dựng một đất nước mọi người có thể sống vui vẻ. Thế là cậu ấy đã khiêu chiến với Clayman. Không ngờ hắn lại bảo Milim solo với Rimuru. Lúc này cậu ấy quyết định sẽ cứu Milim trước, nên đã để Sion chơi với Clayman, liền đấm cho hắn không trượt phát nào, khiến hắn tức giận và bắt đầu triệu hồi các thuộc hạ của mình ra. Thế là Ray liền tạo ra một đấu trường kết giới để bọn họ chiến đấu với nhau. Đột nhiên Milim đã bắt đầu tấn công Rimuru, trong khi Sion và Ranga cũng đã phản công bọn chúng. Bên ngoài Beretta mặc dù đã đi theo Ramiris, nhưng vẫn muốn giúp Rimuru, không ngờ đã bị Ray từ chối, nên chị ấy giải thích rằng vì muốn trả ơn Rimuru đã tạo ra mình, và hứa sau này nhất định sẽ trung thành với Ramiris, nên Ray đã đồng ý để cho chị ấy tham gia cuộc chiến. Lúc này Ray cũng nhận ra đến hắc sát Noaru cũng phục vụ cho Rimuru, và cảm thấy cậu ấy rất thú vị. Trong khi Sion đang gặp khó khăn, thì Beretta đã đến giúp em ấy, và Rimuru đã nhờ Raphael phân tích lời nguyền trúi buộc Milim, không ngờ lại không tìm thấy chú thuật nào. Thế là Rimuru liền thử dùng bạo thực chi vương hấp thụ ma lực của Milim, nhưng lại dính bẫy của em ấy. Không ngờ Veldora lại xuất hiện, khiến Rimuru rất ngạc nhiên. Thì ra thanh niên đang đọc manga thì mất tập cuối, nên đến đồi Rimuru. Thế là cậu ấy liền giao lại Milim cho Veldora, và lập tức chạy sang chỗ của Ranga. Đột nhiên cậu lại nghe thấy con cáo đang cầu cứu mình, nên Rimuru quyết định giải thuật điều khiển cho nó. Thế là cậu đã giao nó lại cho Ranga và tiến đến chỗ của Clayman. Không ngờ lại nhìn thấy Beretta đã giải quyết xong con rối của Clayman và xin Rimuru cho phép chị ấy cùng Ramiris được sống ở Tempest. Trong khi con rồng Otaku đang liên tục Hadouken, thì Sion đang bán hàng cho Clayman, khiến hắn rất ức chế liền bắt rối Sion lại. Không ngờ Sion lại thoát ra dễ dàng và nói rằng hắn quá gà không xứng làm ma vương, khiến hắn tức giận và biến đổi. Thế là hắn liền tấn công Sion, nhưng vẫn bị Sion đánh cho phù mỏ. Lúc này hắn liền cầu cứu Milim, không ngờ lại nhìn thấy Veldora đang dùng Kamehameha của Goku. Khi hắn đang cố gắng ra lệnh cho Milim, thì liền lắc mạng vì anh ấy hoàn toàn không bị điều khiển, mà chỉ đang diễn để lừa Rimuru. Thậm chí Carrion cũng còn sống tốt, khiến hắn bị sốc lên tận nóc, và cả bọn đã nhận ra có kẻ khác đứng phía sau Clayman. Thế là Sion liền ra tay kết liễu hắn. Nhìn thấy mọi việc đã kết thúc nên Ray đã giải ma pháp. Lúc này Clayman nhận ra người thực sự bị lừa ngay từ đầu chính là hắn. Đến cả Raphael cũng nói cho Rimuru ngay từ đầu, nhưng Rimuru lại không tin. Lúc này Carrion lại trách Milim vì phá hủy đất nước của mình, nhưng Rimuru hứa sẽ giúp anh ấy xây dựng lại vương quốc, vì đã lấy được rất nhiều tiền và thuộc hạ của Clayman, khiến anh ấy rất vui và lập tức ký hiệp ước liên minh vĩnh cửu với Rimuru. Lúc này Clayman nhớ lại khi còn đồng hành với nhóm của mình, và hắn đã gặp Yuki. Yuki hứa sẽ hồi sinh cho Kajalim nếu Clayman giúp hắn chinh phục thế giới này. Đột nhiên Clayman đã bắt đầu thức tỉnh. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Raphael, nên Rimuru quyết định đứng ra chiến với hắn. Nhận ra hắn đang định trốn đi, nên Rimuru hấp thụ đòn tấn công đó, mà còn học lén chiêu kết giới của Ray để giam Clayman lại. Mặc dù vậy hắn vẫn tiếp tục gáy và chơi khô máu với Rimuru, không ngờ bị cậu ấy dễ dàng chặn lại và cho ăn đấm,
khiến hắn sợ hãi, nhưng vẫn không khai kẻ đứng sau mình là ai. Lúc này thì không ai phản đối, nên Rimuru quyết định hấp thụ Rayman. Lúc này thì mọi người đã công nhận Rimuru là ma vương. Đột nhiên tên Roy lại mắng cậu ấy là con Slam hạ đẳng. Nên Veldora liền hỏi em hầu gái để tôi xử đẹp hắn nghe. Không ngờ em ấy mới là ma vương Valentine thực sự. Lúc này cả bọn nhận ra Kayalin chính là kẻ đứng sau Clayman. Nhưng họ lại không hiểu vì sao hắn đã bị Leon giết rồi mà giờ vẫn còn sống tốt. Thế là bọn họ lại tiếp tục bữa tiệc. Đột nhiên Frey và cả Carrion lại đề nghị rút khỏi chiếc ghế ma vương để phục vụ cho Milim. Vì chị ấy nhận ra mình quá yếu khi thấy trận chiến của Rimuru, khiến Milim ngạc nhiên và từ chối. Nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận yêu cầu của họ. Lúc này chỉ còn lại 8 ma vương, không thể gọi là thập đại ma vương nữa. Nên cả bọn phải nghĩ lại một cái tên khác. Khi biết lần trước họ đặt tên phải tốn đến mấy tháng, thì Veldora liền đề nghị giao lại cho Rimuru. Thế là Ray liền bắt Rimuru chịu trách nhiệm vì đã làm số lượng ma vương bị giảm. Nên Rimuru đành chấp nhận và đặt lại tên là Bát Tinh Vương, khiến mọi người đều rất thích. Cuối cùng thì Rimuru đã được công nhận là một ma vương. Trong khi Laplace đang cố đột nhập vào lãnh địa của Valentine, thì không ngờ đã gặp Hinata, khiến hắn sợ hãi chạy đi. Không ngờ Roy đã quay về khi biết Clayman đã chết, khiến hắn rất tức giận và đánh cho thanh niên không trượt thoát nào, thậm chí là kết liễu Roy. Còn Rimuru lúc này đã trở về Campbell. Trong sự vui mừng của tất cả mọi người, video hôm nay đến đây thôi. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Unichan trong các video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mãi yêu.